Lại bị tụt view rồi. Bọn này lại xuống đây à? Điểm danh xong chạy tán loạn à? Ừ. Nhanh lên nào. Lại chưa đủ 300 bạn là thầy không dạy đâu. Chào Nhất Mai nhá. Các bạn chưa share à? Các bạn ơi giúp thầy share về tường đi cái. Share về tường, share về nhóm đi. Share về nhóm nào mà của bản thân mình ấy. Được chưa? Hoặc là nhóm của thầy cũng được. Đừng có share lung tung nhá. Share về các nhóm học tập cho thầy. Đấy, vừa mới đâu nói điểm danh xong phát là chúng nó điểm danh xong chúng nó nghỉ luôn. Bọn này lao nháo nhở. Like xong là ấn. Hôm nay quyết định luôn. Like xong là ấn nhá. Like xong ấn luôn video. Đây là video đặc biệt mà. Like xong ấn luôn. Ấn luôn. Nên tất nhiên là phải share về đi. Không có mất bài. Nào các bạn ơi. Thứ nhất, thầy dùng máy này nhá. Thầy dùng máy này. Được chưa, thầy dùng máy này nhá. Còn bạn nào mà dùng 580 cũng được, không vấn đề gì đâu. 580 thì các bạn biết cái bơm số thức rồi, nó không khó đâu. Bạn cứ tìm cái chữ cam black. Đây, cam black. Ở đây là dùng mode để chọn. Còn của các bạn là dùng dùng menu đúng không? Menu 2 hay sao đấy. Đấy, cứ tìm cái chữ này mà chọn này. Truy ra cái chữ này mà chọn luôn. Đấy, đưa sang số thức cho thầy nhá. Và đưa máy sang đơn vị Radian. Được chưa? Là vì viết phương trình. Dạng viết phương trình người ta dùng Radian mà. Đã viết phương trình dao động điều hòa. Đấy. Bây giờ thầy cứ dạy các bạn cách tính trước. Còn hiểu như thế nào thì thầy sẽ giải đáp nếu các bạn muốn cần. Được chưa? Nay thầy cũng dạy theo kiểu đấy thôi. Kiểu ăn xối thôi. Ăn xối cho nóng nhá. Thế còn kiểu chi tiết thì xin phép các bạn. Được chưa? Là bạn nào hỏi đông đông thì thầy trả lời. Được chưa? Còn ít thì thầy thôi nhá. Ok không? Đây. Chọn số 4. Đấy. Ví dụ như câu này. Một vật dao động điều hòa, các bạn làm cùng thầy đi, cho nhanh gọn đúng không? Nay là vận dụng toán học mà, giải nhanh mà, giải nhanh, đâm ra là không có giải lề mề gì hết, ăn luôn. Được chưa? Còn tại sao như vậy thì các bạn cứ suy ngẫm rồi không hiểu thì hỏi thầy, thầy giải đáp cho. Ok chưa? Đấy, hỏi tích cực, hỏi nhiệt tình, hỏi thoải mái, cho hỏi chuẩn nhá. Nào bấm thôi, bấm với thầy trong máy tính, bấm phương trình như sau, x, được chưa? Trừ cho V chia cho Omega nhân với Y. Đấy là ra phương trình, ra biên độ và ra pha. Đấy. Ok chưa? Khi đưa sang số phức nhá, đưa sang số phức bấm cho thầy đi. Đấy. Bấm. Đúng rồi. Không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Không cần phải ông tròn lượng giác. Được chưa? Có Omega, có X, có V. Tất nhiên là phải để chính xác giá trị. X là dương. Ở đây V cũng dương là giá trị đến nguyên này thầy nhá. Bấm này. X ở đây là 2, được chưa? Trừ, nào V là bao nhiêu? 20 căn 15, đơn vị khớp chưa? Cm, cm, rồi. Cái này chia cho Omega, Omega là 10 căn 5. Ok chưa? Nhân với Y. Đúng không? Y đây. Thấy Y không? Đây này. Y là cái đơn vị trong số phức. Y bình bằng trừ 1 nhá. Được chưa? Bằng. Đấy. Được chưa? 4 và trừ pi trên 3. Đáp án C. Được chưa? Thế thì bạn nào mà ra đáp án B là sai nhá. Đáp án là đáp án C. Các bạn ơi, có muốn hỏi tại sao như vậy không? Bây giờ đến lượt các bạn nào. Xong, câu C nhá. Các bạn ơi, có muốn hỏi tại sao như vậy không? Có cần giải thích không? Ai có câu hỏi nào? Cứ hỏi đi các bạn. Phạm thì 1C đúng rồi. Các bạn còn lại sai hết. Được chưa? Các bạn có thể kiểm tra nhá. Chúng ta kiểm tra lại bằng phương pháp thông thường nhá. Bằng phương pháp thông thường. Được chưa? Bằng phương pháp thông thường này. Kiểm tra lại nhá. Bằng phương pháp thông thường. Các bạn tính biên độ A. Đúng không? A. Nó bằng căn. Đúng không? Của XC bình phương. Cộng với V bình chia cho Omega bình. Các bạn kiểm tra xem biên độ A là bao nhiêu nhá. 2 bình cộng 20 bình nhân 15 phần Omega bình 10 bình nhân với 5. Đấy, bằng. Nó ra 4 chưa? Đúng chưa? Mà cái này là 2cm. Các bạn dùng vòng tròn lượng giác các bạn sẽ biết ngay nó là bao nhiêu đúng không? Đây là x gì? Đây là 4. Đây là âm 4. Đúng chưa? Đây là 0. 2 này. Được chưa? V dương này. Đi theo chiều dương này. Đấy, đây là thời điểm ban đầu này.
Gấp này là bi trên 3 này. Đấy, nhưng mà nó ở phía dưới thì là trừ âm bi trên 3. À, trừ bi trên 3. Ok chưa? Các bạn nào thắc mắc tại sao thì bấm phát ra này không? Có ai muốn thắc mắc không? Cái này thầy đã giải thích một lần rồi. Được chưa? Bạn nào mà muốn biết tại sao như thế này thì bạn có thể xem lại thầy cái like số mấy nhở? Thầy nhớ không lầm là like 03. Like 03. Các bạn có thể xem lại thầy like 03. Đấy, like 03 hoặc là 02 gì đấy thầy không nhớ lắm. 02, 03 gì đấy. Có link tổng hợp video đấy. Các bạn có thể xem lại nhá. Vũ Hoài Thương, Phú Hoài Thương Vũ hỏi thầy là không thấy nút phức ạ. Máy là máy gì? 580 bấm sao à? Rồi 580 bấm sao gì? Các bạn nhìn thấy chữ menu chưa? Nào, bạn mang máy đi, thầy hướng dẫn cho một tí. Được chưa? Các bạn mang máy ra thầy, mang máy 580 ra. Hôm nay thầy không có máy đây. Là vì thầy chưa ra Hà Nội, máy này ở ngoài Hà Nội rồi. Năm tám mươi VM đúng không? Bấm menu 2 được chưa? Là ra số phức. Sau đó làm tương tự thôi. Các vấn đề còn lại cũng làm tương tự nhá. Bấm menu 2. Ở đây trên máy tính lại có thể là không có giả lập cái phần mềm này. Còn máy tính có thể là chỉ có giả lập phần mềm 570 VM thôi. Thế còn 580 VN thì đây thầy lại không có. Thôi rồi, bạn nào mà biết cách bấm đấy, báo cho các bạn nhé. Thầy nhớ là ngày xưa thầy có bấm là menu 2 đối với 580, đúng không? 580, được chưa? Thì là bấm số thuốc đấy, bạn chọn menu. Menu là cái chế độ lựa chọn đấy. Được chưa? Bạn tìm cái số phức thì bạn chọn menu là bạn thấy cái chữ nào mà có chữ cam black, CMBLX cái này. Đấy là số phức mà. Tiếng Anh là complex sao đây, đúng rồi, hỗn hợp số phức gì đấy. Được chưa? Thì cái này là ứng với số 2 trong máy tính đấy. Được chưa? Là sao tự làm thôi. Còn đổi thầy từ độ sang radian thì cũng biết rồi nhá. Được chưa? Còn chọn lựa ấy, chọn lựa thì bấm option. Chọn lựa cái chế độ là biên độ và pha này, bán kính và pha, tức là chế độ RP ấy. Thì các bạn phải bấm option. Thầy nhớ một lần là bấm option. Option. Option thì là bên tay trái sao ấy? Off, đúng không? Tion hờ sao ấy, đúng không? Option là lựa chọn. Đấy. Các bạn bộ option rồi các bạn cũng chọn cho thầy chế độ số phức. Để chưa? Sau đó bạn chọn hiển thị này là được nhá. Không có máy đây làm ra là thầy nói chay nó khó nói lắm. Đúng rồi, bấm option là hình như bạn cũng tìm cho thầy có hai chế độ mặc định, mặc định là A cộng BI, nhưng chúng ta cần cái chế độ này này. Bạn tìm chế độ này là đổi ra kết quả. Ok chưa? Tương tự nào, câu số 2. Các bạn ơi, hiểu chưa? Hiểu vấn đề chưa? Giải thích thì thầy không giải thích nữa đâu nhá. Các bạn cứ hiểu thầy khi vẽ vòng tròn lượng giác, các bạn cũng biết một điều đúng không? Là các bạn thấy một điều là cái trục V đấy, cái trục biểu thị V đấy, nằm ở dưới. Nằm ở dưới mà. Nhưng mà trong mặt phẳng phức của chúng ta đấy thì chúng ta lại phải sử dụng hệ tọa độ là hệ tọa độ phức, đúng không? Là trục Y này, trục X này. Được chưa? X là trục thực này. Đấy, một số phức là một vector mà. Ví dụ nha, số phức có tung độ là B này, hoành độ là A này. Đấy, vector OM này. Đấy, đây là phi này, đây là bán kính là R này. Đấy. Được chưa? Nhưng mà cái thằng mà V đấy, V là các bạn biết là khi mình đạo hàm của x gì đấy, V nhớ là x gì nhá thì là bằng A cos omega t cộng với phi. Được chưa? Nhưng mà thằng V đấy nó là bằng trừ A omega nhân với sin. Đấy, của omega t cộng với phi. Chính vì lý do đó mà tâm ra là phải có dấu trừ ở đây là như vậy. Là vì cái trục của nó bị ngược lại. Cái trục tế V là lại quay xuống, là trục của V không. Nhưng mà đang biểu diễn cho số phức thì phải là OI hướng lên. Thế tâm ra là mỗi cái điểm biểu diễn V đấy nó sẽ bị âm. Phải có dấu trừ lại là như thế. Đây các bạn này. Đấy. Cái này thì thầy không giải thích nữa là vì các bạn chưa học về số phức nên không giải thích nhiều. Còn cái này thầy đã nói qua một lần rồi ấy. Nói qua một lần rồi. Thôi nào, khi nào mà các bạn hiểu về số phức thì thầy sẽ chỉ cho các bạn hiểu rõ hơn. Bây giờ bạn cứ nhớ cách bấm với thầy nhá. Với x với v vào thời điểm ban đầu thì bạn bấm cái thằng phi này, nó chính là pha ban đầu. Còn ở thời điểm t bạn bấm đấy thì cái phi đó sẽ là pha ở thời điểm t. Các bạn nhớ nhá.
Nào, câu số 2. Câu số 2 bấm luôn thôi, bấm luôn nhá. Bấm luôn này. Thời điểm ban đầu chúng ta có x gì chưa? Đấy. Và vận tốc của vật là dương đúng không? Đấy. Thứ hai là omega nó bằng 2pi. 2pi f mà. Các bạn bấm với thầy luôn. Là x gì không? Được chưa? Trừ cho v0 chia cho omega nhân với y. Cái này nói cho vui thôi chứ còn đi thi thì may ra được bài. Đấy, may ra được bài. Đấy, bấm thầy thôi nhá. Đó là 5, được chưa? Trừ 10 pi phần omega là 2 pi. Đấy, nhân với y. Đấy, bằng 5 căn 2 và trừ pi trên 4, đúng không? Thế thì đáp án ở dạng cốt thì hai cái này nó không đúng rồi thì phải loại. Chúng ta đưa về dạng sin. Dạng chuẩn có nói nhá là 5 căn 2 cốt 2 pi t trừ cho pi trên 4, đúng không? Đây dạng chuẩn này. Thế đáp án để dạng sin ấy thì cốt mà muốn đổi thành sin ấy thì các bạn sẽ cộng thêm pi trên mấy? Cộng thêm pi trên 2 vào thầy. Trừ pi trên 4. Đấy. Từ cốt mà lên sin mà thì cộng thêm pi trên 2. Thế là trừ pi trên 4 cộng pi trên 2 thì là cộng pi trên 4 thì ra đáp án C. Sao? Ai thắc mắc gì ở pha ban đầu là trừ pi trên 4 là sao? Hả? À. Vấn đề gì không? Vấn đề gì không? Chúng ta đang dùng là dùng theo hàm cốt mà. Tất cả này là hàm cốt hết. Đáp án để dạng sin thì ta phải đổi về sin để xem đáp án là đúng là chọn nhá. Được chưa các bạn ơi, các bạn hiểu cái này không? Comment thầy xem nào. Tập trung vào đi, xem tập trung vào. Tiếp tục. Thế đây thầy cho gia tốc A, cho vận tốc V. Thì bấm như thế nào? Câu số 3 các bạn ơi, câu số 3. Câu số 3 các bạn ơi. Comment comment. Bạn nào ra được câu 3 chưa? Các bạn tích cực comment nhá, không hiểu là phải hỏi ngay thầy nhá. Chịu khó comment đi để thầy giải đáp cho các bạn. Thứ hai là các bạn sẽ có tương tác với fanpage, lên fan cứng nó nhanh thì khi thầy like các bạn sẽ nhận được thông báo luôn mà không cần phải đợi chờ, đúng không? Mạng lag là sao? Thầy đang thấy nó bình thường mà sao nó mạng lag không? Có bị lag không các bạn ơi? Có bị lag không đấy? Ổn rồi. Đứa nào có mạng lag không? Mạng có viết vàng lát chứ mạng có thầy có lát đâu. Bạn nào chịu khó nhá, chịu khó đăng cái link vào nhóm mét thầy với. Nhóm mét các bạn nào đăng link chưa? Thì đăng giúp thầy một cái link vào nhóm mét nhá. Để cho các bạn khác bạn biết cái là vì có nhiều bạn còn chưa tương tác nhiều. Đâm ra là các bạn đã bị chặn. Các bạn bị chặn. Bị chặn là chặn thông báo. Thì các bạn giúp thầy đăng cái link video live này vào trong nhóm mét cho thầy cái. Nhóm mét của 2K4 ấy. Các bạn đăng vào để cho các bạn khác biết hộ thầy cái nhá. Là vì có nhiều bạn là bị chặn tương tác mà, có đúng không? Các bạn comment thầy đúng này, đúng là khi thầy like có nhiều bạn không nhận được thông báo, có đúng không nhỉ? Những ai mà khi thầy like mà không nhận được thông báo chấm thầy xem nào. Chấm thầy xem nào. Câu 3 các bạn làm đi, tranh thủ làm câu 3 luôn đi. Câu 3 thì các bạn ra A rồi à? À Minh Hiền ơi, trường hợp mà xấu ấy, trường hợp mà xấu thì đương nhiên là em sẽ không ra được B đâu. Em để ra đi An ấy, nhưng nếu kết quả mà xấu ấy thì nó sẽ không hiển thị B đâu nhá. Chỉ có kết quả đẹp mới ra B thôi em ạ. Ánh Hùng mà, thầy người ở đâu vậy? À thầy quê Thanh Hóa em ơi. Hoàng Hóa Thanh Hóa nhá, thầy đang dạy tại Hà Nội nhá. Còn quê của thầy đó Hoàng Hóa Thanh Hóa nhá. Thầy ra Hà Nội hơn 10 năm rồi nhưng mà giọng Thanh Hóa của thầy nó vẫn giữ nguyên, không mất chất giọng Thanh Hóa đâu. Giọng Hoàng Hóa của thầy. Được chưa, được chưa? Nào thầy tiếp tục câu số 3. Trường hợp có A, trường hợp có B làm nào? Dễ thôi.
Chúng ta đang bấm là x trừ cho v bình trên omega bình đúng không? À quên nhầm. V trên omega nhân với y đúng không? Đấy. Thì giờ các bạn có thể đổi về này. X thì các bạn thay thế là bằng gì? Hả? Trừ a trên omega bình. Có được không? Vì sao? Là vì a nó bằng trừ omega bình phương x. Chả vấn đề gì cả đúng không? Đấy. Mình đổi tốt. Các bạn chia cho omega bình là ra x. Các bạn bấm thôi. Đấy. Được chưa? Bấm thôi. Nhờ. Ở đây là mét. Các bạn đổi sang cm nhân 100 lên. Được chưa? Thì trừ a đúng không? Trừ với trừ thành cộng. Đây. Các bạn nhớ nhá, bỏ dấu trừ đi, trừ với trừ thành cộng. Omega. Omega bằng b rồi. Đấy. Ở dưới đây sẽ là b bình. Ok chưa? B bình nhá. Chứ nào, cộng à trừ chứ. Trừ cho v, v là b căn 3. Trừ bi căn 3. Đấy, phải viết chính xác cái dấu vào thầy. Trừ bi căn 3. Cm rồi, không phải đổi nữa. Chia cho omega là bi. Đấy, nhân với y. Y đây. Được chưa? Bằng 2. Đúng không? Biên độ xuất xỉ bằng 2. Cả 4 đáp án đều là 2 rồi. Nhìn hộ cái pha thầy xem. Cái pha này là 1,04. 1,041 radian. Được chưa? Là vì thầy để nó xấu mà. Thế thì nó xấu. Thế thì các bạn có thể kiểm tra cái này như sau. 1,04 đúng không? 1,04. Bạn có thể bấm này. Shift 2. Được chưa? Bạn lấy argument thôi. Bấm số 1. Bấm số 1. Đấy, có kết quả vừa rồi. Đây. Thì nó tách cho các bạn để góc này ra. Tách được góc này ra. Tức là thầy đang cần kiểm tra cái pha ban đầu. Nó gần nhất với số nào ở đây? Các bạn đem chia cho pi. Đấy, bằng. Như vậy là 0,33. Như vậy là 1/3 pi. Đúng không? Như vậy đáp án là đáp án A. Ok chưa? Các bạn ơi hiểu không? Các bạn ơi hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu vấn đề không? Rõ vấn đề chưa? Đây. Đề ở đâu vậy mọi người? Thằng này đập cho một phát cái thằng Thương Vũ này. Phú Hoài Trương Vũ của thằng này phải kích ra khỏi nhóm luôn đấy. Không bao giờ để ý nhóm gì hết nha, học phải chấp hành. Lơ ma lơ mơ thật. Nào các bạn ơi, hiểu chỗ này chưa? Đây, nếu mà cho là tốc A thì chỉ cần nhớ thế cái này thôi, rồi chuyển đổi sang bấm. Nói chung là làm cho vui thôi, cái này làm cho vui thôi. Để chưa, là vì cái này các bạn dùng vòng tròn lượng giác cũng được nhá. Được chưa? Tiếp tục câu số 4. Câu số 4 nào. Chiếm cho nhanh đi. Câu số 4 đi. Bấm luôn omega hộ thầy cái. Omega lắc lò xo là bằng căn của k trên m. Đấy, bấm ra thầy ra 30. Không phải nghĩ nhiều nữa. Sau đó tôi yêu cầu là kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng theo chiều âm một đoạn là 10 cm. X thì bằng âm 10. Ok chưa? Truyền cho vật vận tốc ban đầu theo chiều dương là v bằng 3 căn 3. Theo chiều dương rồi thì nó dương. Đổi sang cm là 300 căn 3 cm trên giây. Ok chưa? Sau đó bấm thầy thôi nhá. Âm 10 cộng v à quên nhầm trừ v 300 căn 3 omega 30. Ok chưa? Nhân với y bằng. Đấy, 20 và trừ 2 pi trên 3. Đáp án D. Ok chưa các thanh niên rồi? Các thanh niên rồi, hiểu chưa các bạn ơi? Hiểu chưa? Bây giờ nhớ được chưa? Nhớ nhá. X trừ V trên omega nhân với Y. Đấy, bấm máy tính cho thầy ở dạng số phức. Đương nhiên là bấm số phức cho thầy. Đó là kỹ thuật đầu tiên. Sau này điện xoay chiều thì nó sẽ nâng cấp lên nhiều. Thì thầy sẽ dạy riêng cho lớp live VIP trong điện xoay chiều dùng Casio số phức như thế nào. Còn bạn nào không hiểu không thì comment đi, thầy giải đáp thêm nào. Ok chưa các thanh niên ơi? À, thanh niên đâu rồi? Còn chưa giúp thầy xe nha, rất nhiều bạn còn chưa xe. Lười xe giả man luôn đấy. Có mỗi việc xe về học thôi mà không chịu xe là thế nào?
Được chưa? Các bạn nào không hiểu không thì bảo báo thầy, thầy giảng lại cho. Không hiểu à? Câu này khó hiểu gì ấy ạ? À? À, thì bây giờ thầy, các bạn chỉ cần nhớ thôi. Bây giờ các bạn thuộc công thức cái đã. Cái này thì phải thuộc thôi. Còn là giải thích tại sao thầy đã nói rồi. Bây giờ giải thích lại nó mất thời gian lắm. Được chưa? Là vì các bạn còn chưa biết thế nào là số phức. Được chưa? Thì bạn nào ấy có thể chịu khó xem lại thầy ở like 02. Like 03 là 1. Và cái like hôm qua, cái like về tổng hợp dao động điều hòa, like tổng hợp dao động điều hòa là like nhóm không mấy nhở, nhóm không không hai buổi không hai hay là buổi không ba gì đấy, buổi không ba, like nhóm buổi không ba, được chưa? Và like bếp buổi 02 03, đấy các bạn xem lại thầy là bạn sẽ biết tại sao là như vậy. Còn bây giờ bạn chỉ cần nhớ nha, ở đây này nó kéo lệch khỏi vị trí cân bằng theo chiều âm thì đương nhiên là ly độ phải âm, chứ có gì đâu mà không hiểu. Ok chưa? Nó chuyển vận tốc theo chiều dương thì V nó dương. Và đây là thời điểm bắt đầu nhá. Được chưa? D đã gửi cho các bạn rồi, đừng có mà lơ ma lơ mơ nhá. D đã để ảnh ở trên nhóm Face rồi. Bạn nào mà bây giờ còn phải xem đề là quay trường với thầy đấy. Đề ở đâu không biết, bó tay luôn. Nhóm thầy nằm đâu không nhớ. Thế mà cũng đòi tham gia lớp học. Hai, cái bọn này ý thức chán nhờ. Cố gắng lên, để ý vào thầy đi, chịu khó. Để ý và tương tác vào thì biết được thầy đang thông báo ở đâu. Nha. Nào các bạn nào không hiểu câu 4 không? Nhanh lên thầy sang dạng số 2 nào. Dạng số 2. Nhóm VIP thì không thể xem mà được tham gia đâu thông ạ. Em xe về để em học thôi. Chứ còn em không xe thì em mất video. Thì cũng chả có quyền lợi gì trong nhóm VIP đâu. Vì thông nhá. Lớp VIP là phải đảm bảo sự công bằng cho các bạn đấy. Đúng không? Là vì các bạn đóng tiền học mà. Học cả năm mà. Tuần 3 buổi cơ mà. Được chưa? Học giáo trình liên kết của thầy cơ mà. Tài liệu cấp hết từ A đến Z. Các bạn có quyền lợi nó cao ngất trời luôn. Được chưa nào? Hỏi bài thì trả lời luôn. Đấy. Tham gia hỏi bài trên nhóm Map và là đăng hỏi bài bên ngoài. Để đâm ra là các bạn đã có quyền lợi rất là mạnh. Mà quyền lợi các bạn ơi, các bạn đầy giữ. Các bạn lại không muốn thầy like ngoài nhiều đâu. Nói vậy thôi chứ like VIP các bạn lại bảo thầy like ngoài thì like cái bình thường thôi. Đừng like cao siêu quá làm gì. Nhưng mà thôi, nhiều khi thầy vẫn thương các bạn để ra ngoài like thêm một ít nhá. Có ai không hiểu không thì thầy giảng lại các bạn ơi. Tiếp câu 5. Hết rồi. Có câu 4 nữa mà. Dạng số 2. Cái này thì hôm qua dạy rồi. Các bạn bấm máy đi. Bạn bấm máy đi nào. Bấm máy đi. Để cho bấm máy câu số 2 thầy. Anh Hùng mà chỉ 580 à. Thì em chỉ cần tìm hiểu lại cách bấm của 580 thôi. Chọn menu 2. Menu bấm số 2 kéo xuống. Phải kéo xuống đã. Bấm số 2 thì mới có số phức. Là cam black, cm black, nó giống nhau mà. Đây này, cái này thì bấm mốt thì nó ra cái này. Chọn cái chữ này này. Được chưa? Đấy, còn cái chế độ chọn kết quả này thì bấm đây, máy này thì bấm shift, bấm 2. Đấy. Được chưa? Thì chọn cái chế độ này này là error free, còn cái máy kia của em đấy là bấm option. Sau khi bấm số phức xong, bấm option. Được chưa? Rồi cũng kéo xuống tìm cái chỗ chế độ hiển thị cho thầy. Là được. Nó dễ bấm chứ mà. Điện thoại đang dùng được cái mà, cái máy tính sao dùng được nhở. Rồi câu 3 các bạn ơi. Câu 3 nào. Bấm thầy cộng số phức đi. Ta để số phức luôn. Người ta hỏi dao động tổng hợp thì mỗi một dao động điều hòa các bạn thay thế bằng vector quay. Mỗi một vector quay thì nó tương ứng một số phức. Vậy thì cộng các cái hàm điều hòa này chính là cộng số phức. Đấy, và hàm điều hòa số phức của nó được biểu thị bằng biên độ. Và bạn chỉ cần viết cái argument pha ban đầu là trừ bi chân 4. Thế là pha ban đầu chứ là argument của số phức đấy. Trở lại R phi này. R là biên độ đúng không? Bán kính ấy, của vector quay. Cái này là argument, chứ là pha ban đầu của số phức. Đấy, bạn cộng có thể một loạt cái. Được chưa? 10 bi chân 4 cộng với 10 3 bi chân 4. Được chưa? Cộng với 5. Đấy, 5 bi trên 4. Các bạn bấm máy để ra đi ăn cho thầy nhá. Bấm giúp thầy xem nào. Bằng bao nhiêu?
Các bạn ơi bấm đi. Bạn nào bấm được câu 5 rồi làm câu 6 luôn thôi. Được chưa các bạn ơi bấm đi nhá. Thầy đợi các bạn bấm nhá. Thầy đợi các bạn. Ơ, hôm nay không có bạn nào che về bên bên 204 à? Hôm nay cơ hội này nó không che về 204 cơ. Ồ. Chưa bạn nào một bạn giúp thầy xem một bài về 204 nhá. Sao mà thầy không thấy nhở? Bảo sao mà bọn nó đang nhắn tin thầy bảo thầy ơi. Thầy lại ở đâu bạn? Ôi giời ơi, cái thanh niên này. Buồn thật. Thôi rồi, mới đầu tha cho các bạn vì tội các bạn là chưa hiểu về Facebook. Mới dùng Facebook cũng như mới tân cái thôi, đang còn rụt rè. Thầy tha cho. Thôi nào, nhóm mét nào. Để sau đi, tập trung ra đây học đi. Nhóm mét đâu rồi? Ra đây mà học, hướng dẫn sau trong nhóm mét đi. Tí thầy sẽ kiểm tra sau cho. Bây giờ cứ ra đây học đi, không có lại bị lỡ bài. Còn bạn nào mà chưa vào nhóm mét nhá, bạn nào mới đấy, chưa bị thầy kick out ra. Còn bạn nào muốn vào nhóm mét nhá, tức là chưa từng vào nhóm mét bao giờ ấy, thì kết bạn với thầy, được chưa? Add friend thầy rồi inbox cho thầy, để thầy add vào nhóm mét nhá. Những bạn bên ngoài fanpage thế này, các bạn tìm Facebook của thầy Lê Xuân Vượng, Xuân Vượng Lê, search Xuân Vượng Lê, ở trên công cụ ấy là ra ngay thôi, avatar là ảnh cưới vợ chồng thầy thôi. Kết bạn với thầy, rồi sau đó inbox cho thầy một cái tin để thầy biết, rồi thầy add vào nhóm mét nha. Câu 5 nào, cộng ra chưa? Cộng được chưa các bạn ơi? 5 là gì đấy? 5 là gì nhở? Ố? Chả biết các bạn cộng lúc nào cũng thầy không kịp để ý cộng. Thôi rồi, thầy cộng lại cho các bạn nhé. Cộng lại cho các bạn 5. Được chưa? Pha là trừ bi phần 4. Đấy. Được chưa? Cộng 10. Pha là bi trên 4. Nha. Bây giờ các bạn không cần phải hiểu tại sao lại cộng như thế này, tại sao bấm như thế này nữa. Các bạn cứ thế mà làm thôi. Còn muốn hiểu thì phải học số phức thì mình hiểu được. Được chưa? Mà thầy cũng không có thời gian đâu mà giảng lại cái này, nó mất thời gian lắm. Trước đã nói một lần rồi đấy. Mà chỉ nói mức độ là gọn gàng nhất đấy. Thì cũng không dám chi tiết nhiều. Là đó là của toán. Nha. Còn lý các bạn cứ hiểu là một hàm điều hòa thay thế bằng một vector quay là được. Mà vector quay thì nó chính là một số phức. Được chưa? Ớ. Thiếu gì không ta? 5 này. Trừ bi trên 4 này. 10 này. Bi trên 4 này. À cái này bị lỗi. 10. 3 bi trên 4 này. Cộng với 5 này. 5 bi trên 4 này. 5 căn 2 và bi trên 2 đàn B. Đúng rồi đấy, các bạn bấm đúng rồi đấy. Câu số 6 nào. D52 lẽ 10 này. Chúng ta dùng luôn. Năm đấy lại may quá được một câu bấm máy ngon lành. Được chưa? Nói chung là bấm máy này thì may mắn thì gặp một câu thôi, chứ cái còn không thì nó cũng chả hỗ trợ mấy đâu các bạn ạ. Nó chỉ hỗ trợ một số cái phần, nhưng mà các bạn phải đấy nhá. Phải linh động, phải nhớ, ít ra phải biết. Thì không phải là cái này nó giúp các bạn có điểm trong bài thi đâu. Cũng phải tùy từng năm. Hoặc là có những câu là nó vận dụng một ít để cho các bạn bấm xử lý cho nó nhanh nữa mà. Và sau đó mình sẽ lấy thông tin đó mình làm cho ký tiếp theo. Chứ không phải là chúng ta cứ cắm đầu vào đâu nhá. Thì nói trước các bạn đấy, đây là công cụ bổ trợ cho các bạn mà bất kỳ một học sinh nào phải biết khi học môn lý về dao động điều hòa, về xử lý các hàm điều hòa. Sau này còn dùng cho cả nội dung điện xoay chiều nữa cơ. Nên bắt buộc phải biết từ bây giờ nhá. Câu số 6 người ta cho chúng ta là dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình tổng hợp đây. Cái x này chúng ta hiểu là nó bằng x trừ 1 cộng với x trừ 2. Bài cho chúng ta x trừ 1 rồi. Bây giờ nó hỏi dao động thứ hai là bao nhiêu?
thì bạn sẽ lấy x trì tổng hợp, bạn trừ cho x trì 1. Mà mỗi cái x trì này là một hàm điều hòa. Khi sang số phức thì bạn chỉ cần nhập nó như thế này là xong. Đấy, giờ bạn trừ cho x trì 1, nó là 5. Để cho cái dấu này là dấu phân cách giữa cái phần biên độ hay là phần bán kính của số phức đấy, độ lớn của số phức cũng được, với phần argument chính là pha ban đầu rộng điều hòa. Đấy, bạn cứ để nguyên máy như vậy bạn làm nữa thầy. Được chưa? Trừ 5pi phần 6, các bạn comment kết quả đi. Dễ không? Nhờ. Hy vọng là đi thi nó cũng có nhiều câu thế này nhờ. Để chống cháy cho các bạn đúng không? Nhưng mà phải biết cách dùng cơ nhá. 8 và trừ 5pi trên 6 này. D. Ok chưa các thanh niên? Ôi cái công cụ này nó dễ mà. Mới đầu là vì các bạn thấy đang sợ. Đừng có sợ, thầy nói rồi, lý đẹp đẽ lắm. Lý có thể nói là gì? Là một trong những người tình lý tưởng của các bạn nhá. Được chưa? Những người tình mà càng lý tưởng đấy thì mới đầu là khó gần, nhưng một khi đã gần được rồi ấy thì cuộc đời các bạn rất là sung sướng luôn, giống như lấy được cô vợ lý tưởng ấy nhá. Đấy, nên các bạn phải cố gắng lên. Các bạn biết rồi, những cái gì mà đẹp đẽ nhất, tinh hoa nhất thì thường nó được bọc bởi một cái lớp bọc rất là khó, đúng không? Lớp rất là khó nhằn. Đấy, bóc được lớp bọc của nó ra rồi thì bên trong nó vô cùng đẹp đẽ luôn. Môn lý là như vậy. Nó là cái môn rất đặc thù. Không có lý các bạn không có được cái cuộc sống công nghệ như bây giờ. Nếu môn vật lý mà không phát triển thì các bạn sẽ không có được cái nghề cách mạng công nghiệp 4.0 như bây giờ đâu. Đấy, nên cái môn lý là một trong những cái môn thực tế, rất thực tế. Học lý, muốn học được thì phải thực tế. Đấy, muốn có thể tính toán lý tốt được thì phải có một nền tảng toán tốt. Học giỏi lý thì phải giỏi toán trước, đó là nguyên tắc nha. Những giáo viên mà họ chỉ dạy lý không đấy mà họ không giỏi toán thì họ dạy lý theo kiểu rất là khô khan, đa phần là như thế. Đấy, các bạn cứ để ý xem. Đấy là vì có những người là người ta chỉ học được lý nhưng chỉ học mức độ nền tảng thôi, người ta chỉ biết những cái qua thôi, nhưng người ta lại không sâu về cái việc phân tích, về việc nghiên cứu, thì đâm ra là khi giảng bài cho các bạn là người ta không để lại được cái gì động cho các bạn cả. Đấy, nên các bạn nghe đi lớp, các bạn lên lớp các bạn nghe thầy cô giảng dạy đúng không? 10 thầy cô thì cùng lắm đâu được 1-2 thầy cô là giảng hay, còn lại là các bạn chỉ bảo thầy cô nghe một câu rất là quen thuộc. Công thức đây này các bạn ơi, cả lớp ghi công thức vào, áp dụng là ra, còn ra cái gì thì kệ các bạn nhá. Ok chưa? Đấy, đó là môn lý. Trên lớp của các bạn, thế còn của thầy Vượng là không vậy đâu. Phải hiểu trước rồi mới được dùng nhá. Câu số 7 các bạn ơi. Ở hai câu trên đấy thì một câu là tổng hợp, một câu là ngược lại, tức là tìm hiệu. Được chưa? Bây giờ câu số 7 là một câu biến tướng kiểu khác, đó là kiểu liên quan đến bài toán khoảng cách của hai vật dao động điều hòa. Được chưa? Các bạn đọc đề câu số 7 bạn làm với thầy. Nào câu số 7 các bạn ơi làm đi. Giỏi toán phải giỏi hóa trước, đứa nào nói câu này đấy, vả cho vách mồm luôn. Nhá. Không cần giỏi toán vẫn giỏi được hóa nhá. Đừng có nói liên thuyên mà ta cười cho đấy, nói lung tung. Hóa là cái môn học thuộc lòng thuần túy, muốn học được hóa thì phải chăm, phải chăm, phải làm bài tập nhiều. Được chưa? Nhưng mà nếu học được môn lý đấy thì toán lại phải tốt, phải luyện tập nhiều, và đồng thời là gì, phải hiểu thực tế, gắn với thực tế, phải biết cách phân tích vấn đề. Chứ không phải là đấy đâu, lý nặng là như thế. Tại sao lý điểm 10 nó ít? Câu 7 là dự đoán xe à? Không làm à? Bọn này không làm không? Thôi rồi, thầy hướng dẫn nhá. Hai vật dao động điều hòa nằm trên hai cạnh, nó gần như là sát nhau. Cạnh nhau mà, quay như là nó gần sát nhau, mục đích là để cho nó khi nó dao động đấy thì nó không va chạm vào nhau thôi, không có vấn đề gì cả nhá. Đây đều là ô và mình sẽ chọn chung với thầy, nó đều là trục OX là chung. Ok chưa nào? Thế bây giờ này, biết thằng là thằng 1 đúng không? Được chưa? Thằng 1 ở trên đường này, thằng 2 trên đường này. Ví dụ nhá, vào thời điểm nào đó nó có tọa độ là x trừ 1. Đấy. Thằng kia nó có tọa độ là x trừ 2. Đúng không? Thế thì khoảng cách của hai thằng này lớn nhất khi nào? Nào, học về khoảng cách rồi. Nếu như mà xét đến cái gì nhỉ? Cái khoảng cách của hai cái đường này là ô 1, ô 2. Nếu mà xét mở rộng ra nhá, OH đây. Đấy.
thì khoảng cách của hai vật, thầy gọi cái này là M2, cái này là M1, thì khoảng cách của hai vật là D, nó bằng M1 bằng M2, à M1 M2 nó là Pythagore, nó bằng căn của gì? M2H bình, tức là O1 O2 bình. Tổng quát là thế này này. Nó cộng với gì? Cộng với HM1 bình. Đoạn HM1 này thì là bằng trị tuyệt đối của hai cái xì trừ nhau. Tức là xì2 trừ xì1 là 1 trừ 2 cũng được. Vì đang bình phương lên rồi nên không quan trọng nữa. Nhưng mà bài này là vì hai cái đường này nó sát nhau nên O1 O2 xấp xỉ bằng 0. Đấy nên suy được ngay thầy là khoảng cách khi hai vật của hai vật khi di chuyển trên hai đường rất sát nhau thì chính là bằng căn của cái này này. Nhưng mà vì bình phương nên bằng trị tuyệt đối của x2 trừ x1. x1 x2 là hai hàm điều hòa thì khi trừ nhau thì nó cũng ra một cái hàm điều hòa. Để cho nó có biên độ thì gọi là a trừ. Đấy, a trừ. Để cho nhân với cos omega t cộng với phi. Đây cũng là phi trừ. Tức là phân biệt với cái tổng có hai hàm điều hòa. Đây sẽ là hiệu của hai hàm điều hòa cũng ra một hàm điều hòa. Đấy. Vậy thì bạn khẳng định cho thầy luôn D max của nó nhá. D max của nó chính là bằng cái biên độ của hiệu. Đấy. Được chưa? Thế bây giờ muốn tính được cái thằng A này dễ thôi. Các bạn chỉ cần bấm máy tính. Đúng không? Nếu có phương trình rồi bấm máy tính thôi. Đấy, bấm thầy thôi. Nhá. Người ta yêu cầu là từ lúc T bằng 0. Được chưa? Lúc ban đầu hai vật có khoảng cách lớn nhất là à. Thế thì các bạn bấm máy thôi, bấm máy để xem cái khoảng cách của chúng là nhá. Bấm này. Bạn lấy 1 trừ 2 đi. 3 này. Đấy, cái pha của nó là bi trên 3 này. Trừ này. Cái kia nó sẽ là 3 căn 3 này. Đúng không? Pha của nó là bi trên 6 này. Đây. Bằng. Đấy. Là 3 bi. Tức là sau khi các bạn trừ đi thì ta sẽ có được cho thầy D, đúng không? Nó sẽ bằng trị tuyệt đối của 3 cos omega vẫn không đổi đúng không? 5/3 bi t. Đấy. Và cộng với bi. Đây. Được chưa? Đây là D của các bạn nhá. Đấy. Thế tính từ lúc T bằng 0. Được chưa? Tính từ lúc T bằng 0 thì ta sẽ có là D max, đúng không? Nó sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 3. Khi và chỉ khi này, cái này thầy sẽ gọi là x chỉ hiệu, thầy gọi là x chỉ hiệu là x chỉ trừ nhá. Vậy thì D max bằng 3 khi và chỉ khi cái x chỉ trừ của chúng ta, đúng không? Nó bằng bao nhiêu các bạn? Nó bằng cộng trừ 3. Đấy, khi cos nó bằng cộng trừ 1. Bây giờ bạn sẽ vẽ vòng tròn lượng giác để bạn xác định thời điểm thôi. Đây. Chỗ này là x chỉ trừ, tức là hiệu của x chỉ 1 và x chỉ 2 hay 2 và 1 đều được cả, không vấn đề gì đâu. Cái hiệu này nó có biên độ là 3, cái này là âm 3. Và T bằng 0 ấy, là cái pha ban đầu của nó, chỗ này là bi, thì T bằng 0 nó ở đây. Giờ đây là vector OM, biểu thị hiệu của hai hàm điều hòa. Ok chưa? Đây. Đấy. Bây giờ max là bằng cộng trừ 3, cộng trừ 3. Đúng không? T bằng 0 chỗ này là cộng trừ 3. Thế thì gần nhất, ngắn nhất đúng không? Đến khi khoảng cách lớn nhất là từ đây đến đây. Đúng chưa? Đến đây thôi. Từ đến đây luôn. Ok chưa? Đấy. Tức là người ta bảo là thời điểm lần đầu tiên từ lúc T bằng 0, hai vật có khoảng cách lớn nhất là bao nhiêu? Thì bạn thấy được ngay nó chính là nửa chu kỳ. Đấy. Ok chưa? Như vậy nửa chu kỳ sẽ là bằng 2bi ta chia cho omega là 5bi trên 3. Sau đó bạn chia tiếp cho 2. Thì sẽ ra được cho thầy là bao nhiêu đây? Là 3 lên trên này, 2 mất này là 3/5. Là bằng 0, mấy? 0,6 giây. Được chưa? Vậy đáp án C. Các bạn ơi, các bạn hiểu chỗ này không? Comment giúp thầy. Các bạn hiểu bài toán khoảng cách chưa? Đây này. Đây là công thức tổng quát của bài toán khoảng cách hai vật dao động trên hai đường thẳng song song, cách nhau một khoảng là O1, O2. Nếu hai đường mà gần sát nhau thì quay nó bằng 0. Vậy ta suy được ngay khoảng cách D đây. Ok chưa? D max nó chính là bằng biên độ của hiệu hai hàm điều hòa. Các bạn nhớ nhá, khoảng cách thì không âm nên phải lấy độ lớn. Được chưa? Vậy thì khi D max nó bằng 3 trong trường hợp này thì cái hàm cos này bằng cộng trừ 1. Hay nói khác là cái hàm hiệu này là bằng cộng trừ 3. Người ta có hai thời điểm trong một chu kỳ mà cái thằng khoảng cách sẽ là cực đại. Đấy. Các bạn ơi, hiểu cái này không?
các bạn comment giúp thầy. Chưa, nếu các bạn hiểu rồi, chúng ta tiếp tục nâng cấp lên câu số 8 luôn cho thầy. Trường hợp này là thầy dùng hai vệt sáng, hai vệt sáng nhá. Nó dao động trên cùng một trục tọa độ, như vậy là khi chúng mà gặp nhau ấy, chúng nó không va chạm vào nhau đâu, cứ yên tâm. Vì vệt sáng mà nó có động vào nhau thì nó vẫn đi qua nhau bình thường. Thế còn nếu là vật nặng ấy thì nó đi qua nhau thì nó chạm vào nhau, nó gây ra va chạm. Đúng không? Nên đâm ra mới để cho cái bài toán là nằm trên hai đường song song. Thế còn trường hợp này thì vệt sáng thì không cần. Các vệt sáng nó qua lại thì nó chạm vào nhau chả sao hết, nó vẫn cứ đi qua nhau bình thường. Được chưa? Biết rằng phương trình của chúng đây các bạn này. Đấy, có phương trình rồi. Tính từ thời điểm ban đầu, tức là thời điểm T bằng 0. Hai vệt sáng này cách nhau 5cm lần thứ 2014. Được chưa? Ta có thầy này. Khoảng cách bằng trị tuyệt đối của hiệu x2 trừ x1 hoặc 1 trừ 2 cũng được. Đây thầy dùng 2 trừ 1 và bấm máy thầy luôn. 10 căn 2 pha đây là bi trên 12. Đấy, các bạn trừ 10. Được chưa? Cái này là bi trên 3. Đấy, bằng. Được chưa các bạn? Như vậy là bằng 10 và trừ bi trên 6, đúng không? 10 và trừ bi trên 6 tức bằng độ lớn của 10 nhân với cos của 4 bi t trừ cho bi trên 6. Đấy, đây chính là công thức tính khoảng cách. Và cái bên trong này nó là một hàm điều hòa có biên độ là 10. Được chưa? Thế bây giờ cái này nó bằng 5 khi nào? Đấy, nó bằng 5 khi nào? Khi cái này bằng cộng trừ 5. Ok chưa? Mình vẽ vòng tròn lượng giác để mình xác định cái thời điểm 2014 là thời điểm nào. Đối tượng vòng tròn lượng giác là biểu thị cho cái này. Thế là cái thằng x hiệu. Đấy. Biên độ là 10, 0. Chỗ này là âm 10. T bằng 0 nó là trừ bi trên 6. Trừ bi trên 6 đây các bạn. Đây là T bằng 0. Đấy. Đi qua cái vị trí là 5 cộng trừ 5 là chính giữa đây. Thì một chu kỳ có 4 lần. Được chưa? M1, M2, tức là ứng với 4 vector quay, M3 và M4 ở chỗ này. Đấy. Vậy bạn nhận xét này, một chu kỳ thì nó có 4 lần. Thế bây giờ lần thứ 2014 thì tách cho thầy số gần nhất chết cho 4 và nhỏ hơn, đó chính là 2012. Ok chưa? Và còn thêm mấy lần nữa? Thêm 2 lần nữa. Vậy thời gian chúng ta cần tìm, tức là thời điểm lần thứ 2014 cần tìm sẽ là bằng 2012 chia cho 4 nhân với chu kỳ T. Thì chỗ này là sau bao nhiêu đây? 2012 chia hết cho 4 mà là 503 chu kỳ. Sau 503 chu kỳ lại về đây tiếp. Lại vấn đề chỗ này. Và đã đi qua được các cái vị trí này là 2012 lần rồi. Thêm 2 lần nữa thì quét cho thầy thêm một góc, góc này là thêm một lần, thêm góc này nữa là đủ thầy 2014 lần. Đấy, vậy thì góc quét này là bao nhiêu độ? Rất dễ đúng không? Chúng ta sẽ lấy cho thầy là 30 cộng 30 cộng 90, tức là 90 cộng 60 đấy là 150, rồi chia cho 360 nhân với chu kỳ T. Đấy, cái này các bạn quá quen thuộc rồi, đúng chưa? Chỉ có mỗi cái chỗ là khoảng cách này như thế nào thôi, thì thầy nói các bạn cách tính đấy rồi. Chúng ta dùng Casio, chúng ta đưa luôn cho thầy ra được công thức của hiệu khoảng cách, là của hiệu hai hàm điều hòa, tức là khoảng cách các bạn nhá. Rồi có ai không hiểu không thì bảo thầy giảng lại nào, nhanh lên nào, cơ hội cho các bạn đấy. Bên ngoài thì thầy like nó không được chi tiết cho lắm đâu, chỉ có lớp VIP thầy dạy kỹ một tí thôi. Thế còn bên ngoài này thì phải đợi chờ các bạn hỏi thì may ra trả lời cho một ít, nên các bạn tranh thủ mà hỏi đi nhá. Vậy kết quả cần tìm này, 2012 phần 4 này, cộng 150 phần 360 này, bằng này. Chu kỳ T là 2B trên Omega là 4B. Đấy, bằng 6041 phần 24 giây, đáp án B. Thế nào các bạn ơi, có ai thắc mắc gì nữa không? Ok chưa? Comment nào, điểm danh nào. Điểm danh lần 2 nào các bạn ơi, chấm chấm đi. Chấm chấm, điểm danh lần 2 thầy xem nào. Nóng nhở, này nóng thật đấy.
Các bạn nào cần thầy giảng lại không thì báo thầy nhá. Các bạn ơi, các bạn hiểu cách làm chưa? Đó là kỹ thuật số 1 rồi đấy. Được chưa? Đó là số phức Casio nhá. Cái này phải biết, đó là kỹ thuật đơn giản nhất mà các bạn được biết thì các bạn phải chịu khó mà làm thôi. Có làm được không? Các bạn ơi comment nào. Có thêm một câu nữa không? Đề 2018 tương tự nhá. Các bạn tương tự thôi, tự làm thôi nhá. Câu số 10, câu số 11, câu số 12 của thầy. Được chưa? Câu số 12. Câu này định like cho lớp VIP nhưng mà thôi, like cho các bạn luôn. Câu số 12, câu thể chế ra. Nào các bạn ơi làm câu số 12. Cái gì mà AD giống đáp án BC? Cái gì mà AD giống đáp án BC không? AD giống BC à? À, ừ đúng rồi, chắc là do thầy đánh nhầm đấy. Cái này là phần 14 này. Đánh nhầm đấy. Được chưa? Thầy xem nào. 6041 phần 24. Cái này nó, cái này là sai này, 2 này. Ờ, cái này là phần 16 này. Cái này là 20. Cái này là phần 16, cái này là phần 16. Đánh nhầm. B các bạn nhá, B. Được chưa? Câu 12 nào, qua là câu 12 không? Comment nhanh nào. Có cần làm câu 12 nữa không? Để thầy biết đường nào, nhanh lên các bạn ơi. Nhanh thầy sang câu khác nào. Các bạn tích cực comment đi. Nhanh lên nào, không có thể dừng like luôn đấy. Lười quá nhở, bao nhiêu bạn đang xem mà chả thấy comment gì không. Chữa câu 12 à? Ok, rồi sửa nhanh cho câu 12 nhé. Câu 12. Ba con lắc lò xo thẳng đứng, dao động điều hòa, sao cho vị trí cân bằng của nó nằm trên một đường thẳng. Ok. Và đồng thời là O1, O3 nó gấp 1,5 lần O1, O2. Tức là O3 nó sẽ gấp chia làm mấy phần nhỉ? 1,5 tức là 3 phần đúng không? 3 phần. Thằng này nó chiếm 2 phần. Đây. Đấy. Ok chưa? Đây nằm trên một đường thẳng. Đây là O1, O2 và O3. Coi như cái điểm treo của nó đâu đó thì không biết, thì không quan trọng. Nó có thể là treo dài, treo ngắn, không cần biết. Chỉ cần biết một điều là nó có vị trí cân bằng của ba con lắc này nằm trên một đường thẳng nằm ngang thế này. Ok chưa? Trục OX hướng xuống dưới. Rồi, gốc O nằm trên đường thẳng của O1, O2. Các bạn chọn đâu cũng được. Thế để cho đơn giản, để mình dễ làm. Thì các bạn sẽ chọn luôn O trùng với O1 đi. Để cho mình gắn tọa độ cho nó dễ. Thế này đi. Để cho thì các vật khác nó dao động điều hòa thế này. Thì X thì tính theo cái trục này.
Ok chưa nào? Là vì lò xo thẳng đứng thì vật ra độ điều hòa theo phương thẳng đứng. Và ba phương trình của nó này, có phương trình 1 thì không biết, phương trình 2 biết, phương trình 3 biết. Để cả ba con lắc này luôn nằm trên một đường thẳng. Ví dụ như là tùy theo gấp thời gian mà mình chọn, đúng không? Được chưa? Tức là lúc mà mình kích thích lại, lúc ban đầu ấy, t bằng 0 đấy, mình tính như thế nào thì không cần biết, nhưng mà mình tính theo cho gấp thời gian. Ở đây cái thằng thao đầu là đi trên 6, thằng này chỉ đi trên 3. Thằng này là bao nhiêu để sao cho gì nhỉ? Để sao cho là ba con lắc này nó luôn nằm trên một đường thẳng. Thầy lấy ví dụ nhá. Ví dụ này. Ví dụ là thế này đi. Thế này. Đấy. Tại một thời điểm t bất kỳ. Ok chưa? Thì cái thằng này nó có tọa độ là x1. Đấy. Thằng này là x2. Thằng này nó là x3. Đấy. Thế nếu mình gắn trục tọa độ vào nhá, gắn trục tọa độ vào đi. Đây là y này. Y quay như nằm ngang, x quay như thẳng đứng, đúng không? Thì điều kiện để cho ba cái này thẳng hàng thì gọi là m1, m2. Cái này là m3. Thế thì muốn cho ba cái vật này nó thẳng hàng thì phải thỏa mãn theo kiến thức của vector, đúng không? Vector m1, m3 nó sẽ là bằng bao nhiêu? Theo tỷ lệ mà. Không thì bạn cứ nhớ thầy là nó bằng m hằng số đi, bằng a lần, bằng a lần vector m1, m2. Đấy. Thế thì các vector này thì gắn tọa độ vào, đúng không? Các bạn sẽ có là hoành trừ hoành, tung trừ tung, bằng nhau thôi. Thì thằng này là lấy hoành trước đi. Hoành nó sẽ là hoành của điểm 3 là chỗ này. Được chưa? Sẽ là y3, đúng không? Trừ cho y1 nó bằng a lần y2 trừ cho y1. Đấy. Còn cái này là hoành là trục ở dưới là x3 trừ cho x1 nó bằng a lần x2 trừ x1. Thế thì cái thằng y này mình biết rồi này. Này bài cho rồi. y3 trừ cho y1. Đây. y3 trừ cho y1 thì nó chính là bằng o3 o1. Đấy. y2 trừ y1 thì chính là bằng o2 o1. Đấy. Mà bài cho là o3 o1 nó gấp 1,5 lần o1 o2 thì bạn sẽ suy được cho thầy là a bằng 1,5. Bạn thay vào đây. Đấy, chúng ta tìm ra x1 đúng không? Vậy ta có được là x3 trừ x1 nó bằng 1,5 lần x2 trừ x1. Ok chưa các bạn ơi? Ok chưa? Đấy. Thì bạn suy được ngay thầy là cách tính x1 thôi nhá. Người ta có được x3 trừ cho 1,5 x2 sẽ bằng trừ 1,5 cộng với 1 thì sẽ là bằng trừ 0,5 x1. Đấy. Bấm máy. X1 thì bằng hai cái này trừ nhau chia cho âm 0,5. Đây. Ta nhập vào thầy. Nhập vào thôi. X3 này 10 căn 3. Đấy, pha đó là trừ bi trên 3. Chúng ta nhớ cái này nhá. Sau này sóng đấy, có nhiều bài hay vận dụng cái này lắm. Những bài tập về sóng đấy. Là vì nó có nhiều điểm mà. Người ta hay chọn cái vài điểm để sao cho nó lập thành cấp số cộng, lập thành tam giác đều, lập thành tam giác cân, lập thành đường thẳng, tam giác vuông. Thì cứ dùng vector mà làm. Nhớ chưa? Dùng vector mà làm nhá. Trừ cho 1,5 x2 là bằng 5. Pha của nó là bi trên 6. Đấy. Chia cho âm 0,5 bằng 5 căn 57. Có một đáp án đấy. Cái này rồi. D. Ok chưa? Và cái góc pha radian của nó này là 1,686. Chính xác chưa? Đấy. Được chưa các thanh niên? Hiểu bài chưa? Nhớ cái phương pháp gắn tọa độ nhá. Phương pháp gắn tọa độ kết hợp với Casio. Điều kiện, đúng không? Đấy, để cho ba vật khi dao động điều hòa cùng tần số trên ba đường thẳng song song mà muốn thẳng hàng với nhau như thế này thì các bạn dùng quy tắc của vector. Điều kiện để cho ba điểm thẳng hàng. Cái này là kiến thức hình học vector của lớp mấy? Lớp 10. Được chưa? Điều kiện để cho vector ở ba điểm M1, M2, M3 thẳng hàng thì vector M1, M3 nó bằng A lần vector M1, M2. Đấy. Gắn tọa độ vào là xong thôi. Vì vector mình sẽ gắn tọa độ hai chiều. IOX, ở đây OI thì nằm ngang, không vấn đề gì hết. OX thì là thẳng đứng. Là vì theo phương trình dao động điều hòa của các điểm mà. Các bạn tìm được cái thằng A này, thay vào ở dưới. Các bạn ra được công thức liên hệ của X3, X1 và X2. Các bạn rút ra thầy cái này. Đấy. Bài đang còn đơn giản lắm. Nhiều bài mà thầy còn chế ra nó còn phức tạp hơn nhiều ở trong cái. Đây chỉ là một bài thầy chế mức độ đơn giản thôi. Còn những cái bài mà cho lớp VIP về sau ấy, đặc biệt là trong sóng ấy, được chưa? Nó còn có nhiều bài lập thành tam giác đều, lập thành tam giác cân,
cấp số cộng, cấp số nhân, rồi lập thành gì nhỉ, ba tứ giác nội tiếp đường tròn đấy, nó nhiều kiểu lắm. Nói chung là hiểu cái phương pháp làm, có chế có gì thì chế vẫn làm tốt, gắn tọa độ vào là xong. Và chỗ này dùng thêm cho thầy Casio nữa cho nó dễ làm đấy. Cái này là gồm tới hai phương pháp đúng không, một là tọa độ hóa, hai là gì, là các bạn sẽ phải kết hợp với Casio xuất phức ở đây. Ok chưa? Rồi các bạn còn lại các bạn tự làm nhá. Thế là xong dạng số 2, à dạng số 1 là kỹ thuật đầu tiên hay rất gặp, đúng chưa? Kỹ thuật số 2 hôm qua có nói một ít rồi, để lại sau, để xem đến cuối buổi. Bạn nào cần học thì dạy cái này, được chưa? Kỹ thuật số 2 đấy. Bây giờ kỹ thuật số 3, cái này đơn giản rồi, cái này đơn giản nhá, cái này đã nói một lần rồi, được chưa? Cách chúng ta sử dụng hệ phương trình để giải nhanh các cái bài toán về các giá trị tức thời dựa vào các mối quan hệ độc lập là vuông pha hay là đồng pha hay là ngược pha hay là những trường hợp khác. Chúng ta hoàn toàn tận dụng cho thầy hệ phương trình để giải rất nhanh. Nào, vậy dùng như thế nào? Thầy nhắc lại cho các bạn, các bạn làm nhanh cho thầy câu số 1 đi, là vì câu này thầy đã từng sửa một lần ở bên ngoài cho các bạn rồi. Ok chưa? Các bạn làm nhanh cho thầy câu số 1 nhá. Các bạn nào không hỏi không comment kịp là các bạn bị trễ đấy. Ô, giờ ít bạn xem nhờ. Ô, ít thế này chắc là bọn này lại không nhiệt tình lại rồi. Thì chắc là thầy lại phải dừng like thôi. Chắc là thôi, like hết cái phần này dừng thôi. Bọn này lười quá. Các bạn ơi, gọi các bạn vào thầy xem nào. Gọi chúng nó vào lại đi. Bọn này nó trốn rồi. Thì chắc là xong like là xóa luôn thôi. Là vì cái phần này đã học rồi, cái phần này là ôn tập lại, có cái gì cao siêu đâu mà không học được. Bảo có hiểu bài hay không để thầy giảng lại thì không thể nói gì luôn. Chứng tỏ là không xem cẩn thận đúng không? Được chưa? Bấm máy hộ thầy đi các bạn ơi, bấm máy thầy kỹ thuật số 3 đi. Được chưa? Bây giờ các bạn đã quen rồi, nó vuông pha với nhau, không phải nói nhiều nữa. V bình đúng không? Chia cho V max bình bằng 1, được chưa? Bấm luôn thầy thôi nhá. Bây giờ bấm hệ phương trình đúng không? 1 5. Ok chưa? 1, 5, số 1 đúng không? X 1 bình, 3 bình là 9. V 1 bình, 60 bình nhân 3. C là 1, ok chưa? 3 bình nhân 2 là X 2 bình. 60 bình nhân 2 là V 2 bình. C là 1. Đấy. Như vậy là A bằng 6. Ok chưa? Căn 36 thầy. Cái này là 1 trên A bình. V max thế là 120. Căn của cái này ra. Được chưa? Đấy. Thế là xong. Từ đó suy ra được có thầy Omega. 120 chia cho 6 bằng 20. Vậy đáp án chúng ta là đáp án gì đây? À. Đấy. Ok chưa các bạn ơi? Hiểu chưa? Cái kỹ thuật này phải nhắc lại không? Bạn nào mà không biết cái kỹ thuật này rồi thì nói lại thầy giảng lại cho nào. Nhanh lên các bạn ơi. Cái này nó chính là sử dụng. Khi mà nhắc lại thật, cái bọn này lười lắm thôi, chẳng biết hình cái này nó còn chưa xem like đến cái phần này sao ấy. Đây các bạn này, X 1 bình đúng không, chia cho A bình đấy, cộng với V 1 bình chia cho V max bình, nó bằng 1. Thế bài cho chúng ta có hai cặp như thế đúng không, thì sau này đừng có viết cái này nữa, bấm máy luôn cho nó nhanh.
Đấy chưa, các bạn biết cái này chưa? Ai chưa xem live chắc là không biết cái phần này đúng không? Bây giờ quay như là cái gì trong máy tính? X thì lớn là 1 trên A bình trong máy tính cái này. Được chưa? V1 bình nhân với Y này bằng 1 này. X thì 2 bình nhân X này cộng V2 bình nhân với Y này bằng 1 này. Đấy, được chưa? Bấm máy thầy bạn mới tự hiểu. X nó chính là 1 trên A bình, Y chính là bằng 1 trên cho V max bình. Đấy, nhắc lại cho thầy nhá. Cứ vậy mà bấm máy thầy là xong. Ok chưa? Câu số 2, bấm luôn. X 1 là 5 bình, V1 vuông pha là elip. Bạn biết mối quan hệ này rồi đúng không? Là elip. Ok chưa? V với X là mối quan hệ vuông pha nhau, là elip đây các bạn này. Nó đây này. Và nó cũng tương tự như trên thôi. Mỗi một cái điểm này thì nó sẽ có hai giá trị đi kèm, V và X, X và V. Thì bạn nhập máy thầy là xong. 5 bình, cái kia là 69,28 bình. À tôi chết rồi, nhầm. 69,28 bình phương. Đấy, thằng tiếp theo là 7,5 bình. À quên, thằng này là 1 chứ, C là 1. Thằng tiếp theo là 7,5 bình, là X chỉ 2. V2 là 52,92 bình. Đấy, C là 1. À. Ok chưa? Bài nó hỏi chúng ta là vận tốc cực đại, lấy nghiệm sau. Đây cái nghiệm này. Lưu vào nhá. Ship Sato A. Đấy. Bây giờ bạn sẽ quay trở lại thầy. Bấm cái thằng alpha A ra. 1 trên V max bình. Nghịch đảo lại là V max bình. Can answer. Đấy, 79,999. Như vậy là 80. Đúng không? 80. Đúng đê chưa? Đấy, đó là một câu, à, hai câu cho các bạn hiểu nhá. Câu số 3. Nào, câu này thì dùng thế nào? Nào, câu số 3 nào, các bạn nào làm được câu này không? Hôm nay là thầy dạy nhanh đấy nhá. Bây giờ là like bên ngoài vì các bạn đã không nhiệt tình, nên ra thầy like nhanh thôi. Nhanh phứa cho nó xong bài. Còn chủ yếu là trong lớp VIP là dạy kỹ một tí, chứ còn bên ngoài này thì các bạn đấy, bạn nào hỏi trả lời thôi. Nhưng các bạn đấy không thể hỏi thì chắc là ok hết rồi sao ấy, chả thể hỏi gì. Câu số 3 đi. Ở đây dùng như thế nào cho hệ phương trình các bạn? Chúng ta có là một vật dao động điều hòa. Bây giờ khi nó đi ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn là S, tức là chỗ này đi, được chưa? Thì khi đó động năng của nó là VKD1, bài cho là 1,8. Đấy. Đi thêm một đoạn S nữa thì động năng của nó thì là tọa độ cái điểm này nó sẽ là bao nhiêu? Là 2S đúng không? 1S thì thành 2S thôi. Đấy. Thì chỗ này động năng của nó sẽ là 1,8. Đấy. Bây giờ đi thêm một đoạn S nữa thì động năng của nó là 1,5. Nhưng mà chỗ này là 3S. Chỗ này động năng sẽ là 1,5. Đúng không? Đấy. Ở đâu? Chỗ này là 1,8, đi thêm đoạn là 1,5 chứ. Đây. Bây giờ đoạn này là bao nhiêu chưa biết, thì gọi là VKD3. Biết rằng là nó chưa đổi chiều, tức là nó còn chưa đến biên. Cho đến biên thì sẽ khó hơn. Thì đây là cái phần số 2 ở trong lớp live VIP thì thầy sẽ nói sau. Được chưa? Còn bên ngoài học đi phần này thôi. Đấy. Đây là khi chưa đổi chiều. Đi thêm 3S mà chưa đổi chiều. Bây giờ bài yêu cầu các bạn là tìm cái động năng này. Thì bạn nhớ này, cách xử lý nhanh này. Động năng thì bằng cơ năng trừ cho thế năng. Được chưa? 1 phần 2 KS bình. Đúng không? Đấy. Đằng nào thì bạn quay cái hệ số là K. Lò xo hay cái gì cũng được. Thì cái K này có thể chung cho thầy. Thì bạn sẽ dùng thầy là KS bình phương. Ta biểu thị động năng bằng cơ năng trừ thế năng. Nhá. Được chưa? Bây giờ mình sẽ áp dụng này. 1,8. Đúng không? Bằng cơ năng X bằng F. Vậy là 1 phần 2 KS bình. Đấy. Tiếp tục. Đến trường hợp là 1,5 đi thêm đoạn S nữa thì là V kép trừ cho 1 phần 2 K nhân với 2S tất cả bình. Vậy là bằng S bình nhân với 4. Ok chưa? Tiếp tục. Đi thêm một đoạn nữa là chưa biết. Đúng là cái ta cần tìm. Thì gọi là V kép D3 thì bằng V kép trừ cho 1 phần 2 K nhân với 3S tất cả bình, tức là nhân với 9. Đấy.
Vậy thì hai cái này bạn giải hệ bạn tìm được ngay. Tìm được ngay V kép và tìm được ngay 1/2 KS bình. Đấy, bấm hệ thầy. 1, 5, 1, ok chưa? 1, đấy, trừ 1, ok chưa? Và cái này là 1,8. Được chưa nào? Tiếp tục. Cái này sẽ là 1, đây là trừ 4, được chưa? Còn cái này sẽ là 1,5 bằng. Đấy, vậy cái này ra là 19/10 là 1,9. Còn cái này là ra 0,1. Đấy. Thay vào đây cần tính này. 1,9 trừ cái này là 0,1. Nhân với 9 thì bằng 0,9. 1,9 trừ 0,9 bằng 1 joule. Đấy. Chưa? Vì cách này phải hiểu phương pháp vật lý trước là sử dụng động năng bằng cơ năng trừ thế năng. Chúng ta điều chỉnh qua vị trí. Vì sao? Là vì bài động chạm đến vị trí của chúng. Động chạm đến vị trí của chúng thì sẽ phải biểu diễn qua thế năng. Được chưa? Động năng bằng cơ năng trừ thế năng. Đây. Sau đó kết hợp cho thầy hệ phương trình giải nhanh cho thầy. Được chưa? Đáp án B. Các bạn ơi, các bạn comment thầy nào, các bạn hiểu chỗ này không? Comment giúp thầy nhé. Có ai cần giảng lại đoạn này không? Có hai cơ sở nhá, một là cơ sở vật lý là động năng bằng cơ năng trừ thế năng. Ở đây bài toán đơn giản là đi đến 3S thì nó còn chưa đổi chiều. Được chưa? Đấy nên đâm ra vẫn làm bình thường được. Vì sao? Từ đây đây là 3S. X thì bằng 3S. Nhá. Âm 3S cũng được. Nếu lấy theo chủ âm thì bình phương đây nó cũng vậy cả thôi. Đấy. Quan trọng nhất là phải hiểu cơ sở vật lý là lấy động năng bằng cơ năng trừ thế năng. Sau này mọi bài liên quan đến động năng mà động chạm đến vị trí, các bạn cứ dùng cách này thôi. Nào, các bạn ơi, có cần giảng lại cái này không? Ai mà hiểu rồi thì chấm đi, chấm với thầy còn biết đấy, thầy còn sang phần khác nào. Nếu mà hiểu rồi thì thầy sang phần khác luôn đấy. Câu số 4 này thì live VIP, cái này lại dùng live VIP thôi. Cái này là bên ngoài dạy rất là dài. Bên ngoài cái này làm rất là dài. Nhưng mà thầy làm rất là nhanh. Cái này để bên ngoài nhá. Đấy. À quên, để bên trong. La vít bên trong. Rồi. Đó là kỹ thuật số 3. Số 4. Vi phân đạo hàm để tìm sai số. Nhưng mà bây giờ các bạn lười học quá, thầy cũng không có hướng dạy chỗ này nữa rồi. Thôi thầy tìm cái chỗ dễ hơn thầy dạy vậy. Nhá. Dạy theo kiểu cái đơn giản đi, cho các bạn comment các bạn đỡ buồn ngủ nào. Đây. Thôi rồi, lan sang số 5 đi. Số 5. Số 4 bây giờ các bạn đạo hàm, bây giờ các bạn mở mắt hết rồi. Các bạn đang ham hố chơi bời, các bạn có học đâu. Nên thôi, thầy sẽ chuyển sang cái thằng số 5 đi, cho bạn dễ nhắm, cho các bạn đỡ buồn ngủ. Không có dạy cái dạng kia, các bạn đang bị buồn ngủ, bạn đạo hàm, bạn không hiểu lại mệt lắm. Thôi rồi, dạng số 5, phương pháp tỷ lệ. Ok chưa, phương pháp tỷ lệ. Dạy cái này cho nó dễ, để các bạn dễ làm nhá. Được chưa, kỹ thuật số 5, phương pháp tỷ lệ. Đây, thì cái phương pháp tỷ lệ này phải nhớ thầy này. Trong sách giáo khoa, có tới 90%, gần cỡ khoảng 90% các công thức cơ bản. Các công thức cơ bản nhá. Đấy. Nó đều ở dạng nhân với chia. Nó đều ở dạng là nhân hoặc là chia. Đấy. Nên đương nhiên là các bạn sẽ dùng cho phương pháp tỷ lệ cho nó nhanh. Được chưa? Ví dụ câu số 1. Cơ lát lò xo. Được chưa? Có khối lượng là không đổi. Cái đoạn này phải xác định cho thầy thằng nào không đổi trước. Đấy, ví dụ như bạn là câu số 1 thì cái thằng M chúng ta là không thay đổi. Đấy, phải hiểu này trước nhá. M không thay đổi. Đấy. Bây giờ là thay đổi K, khi K1 được F1, khi K2 được F2. Bây giờ nếu thay vào cái lò xo có cái độ cứng thỏa mãn điều kiện này, thì khi đó tần số nó sẽ là bao nhiêu? Cái tần số này sẽ được tính thông qua F1 và F2. Rất là đơn giản rồi. Các bạn đã nhớ được công thức cơ bản đúng không? Là F nó bằng Omega chia cho 2B. Mà Omega thì bằng căn của K trên M. Đấy.
Vì M nó không đổi, bạn khẳng định ngay nó sẽ tính lệ với căn K. Đúng không? Mà bây giờ bài cho dạng là K thì bạn chỉ cần bình phương hai vế lên, ta có F bình tính lệ với K. Đấy. Ok chưa? Vậy khẳng định luôn. Cái này của thầy nó là hệ số 2 thì nhân 2 vào thì là F1 bình. Cái này là hệ số 3 nhân 3 vào là F2 bình. Đấy, và đây sẽ là K sẽ là F bình. Đấy. Vậy đáp án là đáp án C. Ok chưa? Nhớ nhá. Dễ hiểu thế mà. Này thầy chứng minh lại cho này. Ta có K1 tỷ lệ với F1 bình thì bài cho là 2 nhân 2 vào thì cả hai bên đều tỷ lệ với nhau. Được chưa? Hệ số tỷ lệ nó không thay đổi. K2 tỷ lệ với F2 bình. Đây là 3. Nhân 3 vào thầy. Đấy, không ảnh hưởng gì hết. Còn cái bài cho là K thì nó tỷ lệ với F bình. Nhưng mà vì cái K này bằng 2 cái trên cộng lại. Đấy. Thì vế bên này cũng vậy thôi. Được chưa? Hai cái này cộng lại thì bằng thằng K. Thì bên này cũng vậy, hai cái này cộng lại bằng thằng thứ ba. Là suy được ngay. Đấy, sau này quen rồi thì không cần viết thế này nữa, phản xạ luôn. Nhá, phản xạ luôn thầy ra C. Tương tự như vậy nào. Các bạn làm thầy câu số 2 đi. Comment thầy câu số 2. Comment đi các bạn ơi. Phần kia để tí nữa đi. Tí nữa thầy xem các bạn có đông không, có tỉnh táo không. Được chưa? Có còn xem like không thì thầy sẽ dạy nhá. Còn bây giờ thầy biết là nhiều bạn là đang trốn like, đúng không? Toàn có bỏ rơi thôi. Lười đúng không? Ở đây chính ra được có mấy đứa? Được có mười mấy đứa đúng hơn đấy. Đây chủ yếu là bọn trên web. Chứ còn ở đây trên fanpage thì được mấy đâu? Đến trên đầu ngón tay. Nếu bạn có xem về nó xem lại thôi thì nó có xem trực tiếp với thầy bao giờ đấy đâu, toàn có bọn trốn. Các bạn điểm danh để xem nào, thôi còn được bao nhiêu bạn xem trực tiếp được, bao nhiêu bạn đang xem lúc này, các bạn điểm danh luôn đi. Nếu mà thầy thấy đông đông thì thầy sẽ like tiếp cho các bạn dạng số 4, kỹ thuật số 4, đạo hàm, được chưa? Còn nếu mà ít quá thì thôi, thầy xin phép là thầy sẽ like cho các bạn dạng số 5 thôi cho nó nhanh. Dạ Lan à? Dạ Lan. Đàn fan em cứ vào trong nhóm mét đấy, em bắt chúng nó ra. Bảo các bạn không ra thì thầy Vượng sẽ xử lý. Để cho là chúng nó sợ mà. Hôm nay thầy lại phải đi tuyển, hôm nay tiếp tục lại phải tuyển ngày mai ý. Ngày mai đăng tuyển nhóm mét. Và thay cái nhóm mét này bằng một nhóm mét mới. Tìm những bạn chăm chỉ thôi. Lặp đi lặp lại sẽ có một cái nhóm mét có những bạn chăm học. Ít nhở? Chưa được 10 bạn à, quên, chưa được mấy chục bạn đây. Ôi, đến được có mới mười mấy đứa trên fanpage. Nào, câu này là C hay là câu này là A đây? Các bạn ơi, áp dụng đi. Ở đây là cho M không đổi mà K thay đổi đây các bạn này. K thay đổi. Để chưa, bây giờ hỏi Omega, đúng không? Người ta có Omega là bằng căn K trên M mà. Thì sao Omega bình nó sẽ tiện tỷ lệ với K, có đúng không? Đấy. Thì bạn sẽ có được ngay thầy, đây là Omega bình này sẽ bằng 7 Omega 1 bình cộng 3 Omega 2 bình. Nó dễ hiểu chưa? Không cần phải thuộc công thức nhiều đâu. Công thức cơ bản là Omega bằng căn K trên M là công thức chắc chắn là có thi rồi. Thì phải học thôi, đúng không? Sao lại là C? Ôi rồi ôi, còn nhầm được C cơ. Omega bằng căn K trên M thì em bình phương lên thì không phải là Omega bình nó bằng K trên M à? Mà M nó không đổi thì Omega bình tỷ lệ với K à? Sao lại nhầm được thế này? Chứng tỏ là không học, không xem like cẩn thận nên mới khoanh vừa này. Sao lại là C? Các bạn không đặt bút ra làm à? Đúng không? Các bạn không đặt bút ra, các bạn ngồi bạn phán bừa thế này. Ngồi phán bừa là không được đâu nè. Đấy, các bạn học nó không nghiêm túc. Là toàn các bạn cứ nghĩ rằng là video sẽ còn nên các bạn được tua lại, các bạn cày lại hay sao? Thật ra các bạn có cần chi học lúc này đâu. Rồi, tí đã like xong, thầy lại sẽ đi tuyển nhóm mét mới. Phải lọc ra nhóm mét 5 nhóm, mỗi nhóm lấy khoảng 50 đứa chăm chỉ là sẽ có một cái nhóm mét chăm chỉ học. Mình dạy nó còn có tí động lực, đúng không?
Còn đứa nào mà lười thì kích vĩnh viễn luôn. Chỉ cần nhìn hình thức xem like thì biết ngay là các bạn học thế nào. Đấy, vừa nói tỷ lệ xong nhá, vừa nói câu trên xong, nó sờ như thế này. Omega và F thì đâu khác gì nhau đâu. Omega bằng 2BF, tức là Omega nó không tỷ lệ với F. Trên như thế nào thì dưới hệt như vậy. Thế mà còn chọn C được. Không thể hiểu nổi. Thật không thể hiểu nổi. Đấy. Câu số 3. Ở đây thì lại đổi lại đúng không? Có một cái lò xo nhẹ, nó lại liên kết với các vật có khối lượng khác nhau. Đấy. Và nó cho chu kỳ lần lượt là T1 và T2. Bây giờ hỏi cái vật M2, một cái vật M mà có thỏa mãn cái điều kiện là M bình. Thầy viết lộn các bạn nhá, sửa lại đề thầy cái M bình bằng 2M1 bình cộng 5M2 bình, T là bao nhiêu? Đấy, thì lại liên quan đến K không đổi các bạn nhỉ. K nó là hằng số. Đấy, mà đối tượng là chu kỳ T. Thì T thì nó lại sẽ bằng 2B căn bậc 2 có M trên K. Vậy là T tỷ lệ với căn M. Đấy. Mà đây là M bình đúng không? M bình. Thì lại sẽ bình phương cho thầy. Và mũ 4 lên. Mũ 4 hết lên. Thì sẽ là M bình. Nó sẽ tỷ lệ với T mũ mấy? T mũ 2. À T mũ 4 thì nhầm. Đấy. M bình tỷ lệ T mũ 4. Đấy. Thế đây là M bình các bạn thay vào thầy này. M giữ nguyên thầy là T mũ 4 này. Bằng 2 lần T1 mũ 4 này. Đấy. Cộng với 5 T2 mũ 4 này. Nhanh chưa? Bấm máy. Đấy, bấm máy thầy, để chơi bấm máy thầy nhá. À không, nhóm mép thì mới có hai nhóm thôi, thầy đang đi tuyển thêm hai nhóm nữa. À, thêm ba nhóm nữa để thầy lọc. Thầy lọc ra những bạn chăm chỉ dồn vào một nhóm mép chăm chỉ rồi sau đó xóa nhóm mép còn lại. Được chưa? Đấy, để còn các bạn có động lực mà học chứ không có tội những bạn chăm lắm. Những bạn chăm mà lại ở cạnh những cái bọn dốt là những cái bọn lười. Những bọn lười đấy thì tội cho các bạn chăm lắm đúng không? Đấy, các bạn muốn học. Còn những bạn lười thì lại thích trừ xem lại like. Bây giờ không khác chi các bạn đi xem phim mà lại quên mà các bạn đi xem ca nhạc mà người ta lại hát trong không có người nghe này thì buồn lắm nhá. Đấy. Nên đâm ra là thầy phải lọc thêm một nhóm mét nữa, kênh thêm ba nhóm mét nữa. Được chưa? Để lọc ra những bạn chăm chỉ vào để các bạn ấy còn có ý thức học tập. Còn những bạn mà lười lười ấy hay thích xem lại like đấy. Được chưa? Thực ra người ta có lấy cớ là bận để xem lại like đấy, còn thực ra thì có học đâu mà có xem lại đâu. Nó nay vơ đấy vẫn chứ. Bây giờ like nó nhiều như vậy rồi, mấy chục like rồi, xem lại bằng niềm tin à. Mà đã thế mai kia lại còn xóa bớt đi mười mấy like đấy. Là cũng còn xem chấp vá. Xem chấp vá chả hiểu bài, chả hiểu tại sao hôm nay làm thế này đúng không. Đấy, xem chấp vá mà. Tôi gọi là xem chấp vá vì like bên ngoài. Like thứ nhất là like bên ngoài nhá. Thầy đã like không theo thứ tự rồi, like ngẫu hứng rồi. Bây giờ là còn bị mất like nữa, mất video nữa thì thành chấp vá. Thì các bạn học nó sẽ không hiểu và không hiệu quả đâu. Bấm thôi, bấm thầy nhá. Là căn bậc 4 đúng không? Căn bậc 4. 2 nhân với T1 mũ 4 là 1,6 mũ 4 này. Đấy. Cộng với 5 nhân với T2 mũ 4 là 1,8 mũ 4. Được chưa? Bằng. Đấy, 2,84. Lấy xấp xỉ là 2,8 giây C. Đấy. Rất nhẹ nhàng đúng không? Rồi. Các câu 5, câu 6 các bạn cũng tương tự tự làm nhá. 5, 6 bạn tự làm này. Ok chưa? Thầy sửa câu số 7 nhá. Câu số 7. Thầy sửa câu số 7 nhá. Đấy chưa? Đây là một kỹ thuật các bạn cũng phải chú ý này. Thứ nhất là lò xo đồng chất được cắt đều thành 3 lò xo có chiều dài tự nhiên là L, L trừ 10, L trừ 20, tức là có 3 lò xo được cắt ra từ một lò xo ban đầu. Được chưa? Và người ta cũng cho chúng ta được một cái thông tin này, độ cứng nó tỷ lệ nghịch với chiều dài. Đấy. Cái nội dung này là nội dung giảm tải của lớp 10 về vật rắn đàn hồi. Nhưng mà người ta lại vẫn có thể ra được là vì họ đã cho thêm câu này rồi. Là vì theo kiến thức của lớp 10 thì độ cứng K đấy nó bằng E để cho nhân với S chia cho L. E là suất rong, S là tiết diện, L là chiều dài. Thì nếu như cùng một lò xo thì E và S nó không đổi. Đấy. Thì chia độ cứng K nó sẽ tỷ lệ nghịch với chiều dài hay là tỷ lệ thuận với 1 trên L. Đấy, đây là kiến thức của lớp 10.
Nhưng bài nó cho sẵn rồi nên ra câu này nó vẫn ra tốt, không vi phạm gì hết nhá, không vi phạm gì hết. Đấy. Ok chưa? Thế nên ra là bài này ta áp dụng luôn này. Là đối tượng ở đây là chu kỳ của mỗi con lắc khi khối lượng M nó không đổi. M là hằng số. Thì bạn sẽ khẳng định cho thầy luôn là chu kỳ T nó sẽ tỷ lệ với 1 trên căn K. Có đúng không? Đấy. Mà căn K thì là tỷ lệ nghịch với 1 trên L. Bắc cầu lại thì nó sẽ tỷ lệ với căn L. Ok chưa? Bạn bình phương cả hai vế lên thì ta sẽ có T bình, nó sẽ tỷ lệ với trừ dài. Đấy, thế là xong thôi. Bây giờ áp dụng này. Với trường hợp lò xo 1 thì chiều dài L nó sẽ có chu kỳ là 2. Thì ra có L nó sẽ tỷ lệ với 2 bình. Đấy. Ok chưa? Tương tự L trừ 10 là con lắc lò xo thứ 2, nó tỷ lệ với T2 bình thì căn 3 tất cả bình nó bằng 3 rồi. Bây giờ ta hỏi ta là cái thằng L trừ 20 thì chu kỳ nó là bao nhiêu? Thì gọi cái này là T3 bình. Đúng chưa? Đấy, chính là T này, chính là T bình cái này. Bây giờ làm thế nào làm nhanh như thầy đoạn này? Thì nhiều bạn là sẽ sử dụng phương pháp lập tỷ lệ để tìm ra L. Nhưng mà với thầy đấy thì thầy không cần. Không cần làm thế này. Được chưa? Dạ, không cần làm thế này. Mà thầy để ý này, đây là L trừ 10, đây là L trừ 20. Thế thì thầy muốn khử nó ấy, thì nhân cái này với 2 lên này. Nhân 2 vào đây. Thì sẽ là 2L trừ 20. Thì cái này thầy nhân với 2 lên. Nhân với 2 lên. Đấy. Ok chưa? Đúng không? Thầy nhận thấy này. Cái này là 2L trừ 20. Thì sẽ bằng cái thứ nhất cộng cái thứ ba. Vậy thầy khẳng định luôn, vế bên tay phải, à bên tay trái, cái nhất cộng cái thứ ba bằng cái thứ hai. Vậy thầy suy ra cái thằng 2 bình này cộng thằng T bình bằng thằng này. Vậy thầy suy được ngay thầy là 3 nhân với 2 là bằng 6. 6 sẽ bằng T bình cộng với 2 bình. Đấy, vậy suy ra T đã bằng căn 2. Xong. Ok chưa? Không cần phải lập tỷ số nhiều cho khổ ra. Đáp án căn 2 là 1.41. Được chưa? Các bạn nhớ lại đi. Các bạn hiểu chưa? Comment. Các bạn hiểu cái này chưa? Đấy. Phương pháp tỷ lệ. Được chưa? Và kết hợp thêm phương pháp khử. Tỷ lệ đi kèm với khử sẽ giúp các bạn giải nhanh hơn. Không cần phải ngồi lập tỷ số để giải L nữa nhá. Đấy, tìm làm sao mà các cái vế nó có liên hệ với nhau là được. Sao cho bên trái bên phải thằng này thằng kia thế nào là được, cái gì đâu. Đinh chính à? Thôi em xem lại like cũng được. Chính à, xem lại like. Những like này thầy lưu vào lớp VIP mà, không phải lo nhá. Cái khúc này thầy đang cần tìm cách khử mà, nhân với 2 vào này, nhân 2 b với 2 lên thì vấn đề gì đâu. Thì nó sẽ ra là 2L trừ 20. Thì 2L trừ 20 nó không phải là bằng L à, cộng với L trừ 20 à em. Đấy. Thì nghĩa là cái giữa nó bằng 2 cái trên cộng lại. Thì bên này cũng vậy thôi, cái này bằng 2 cái này cộng lại. Không thì em giải được khử tỷ số cũng được, cũng là tỷ số sẽ lâu. Đây là nhanh mà. Đấy. Ok chưa? Rồi câu 8, câu số 9. Cái này cũng để cho lớp live VIP thôi. Cái này live VIP thôi. Được chưa? Đấy, để hướng dẫn cho các bạn sơ sơ một tí như vậy thôi nhá. Là câu số 10 nữa đúng không? Rồi. Hôm nay các bạn xem ít quá, thầy buồn quá. Hôm nay không đông lắm. Phần đồ thị nào, phần đồ thị cần thầy bổ trợ không? Đồ thị này thì cũng có nhiều bài thầy nói rồi đấy, cái phương pháp tịnh tiến đồ thị đưa về hàm điều hòa thầy đã like rồi, đã like trong cái buổi bài toán về xử lý đồ thị hàm điều hòa, hàm tuần hoàn rồi đấy. Thì bạn nào mà muốn làm cái này thì xem lại like, đã xem lại like thầy là được. Các bạn có thể xem lại like hôm qua, à like. Like của cái chuyên đề về đồ thị nhá, đồ thị gia động cơ.
Hình như là có hai like đấy, các bạn xem lại thầy không anh, là sẽ học được cái kỹ năng này. Còn ở bên này thì thầy đưa cho các bạn luyện tập lại thôi, chứ còn thực ra thầy không giảng lại cái này nữa nhá. Được chưa? Bạn nào mà chưa xem cái like này thì có thể xem like về đồ thị cho thầy để biết kỹ năng này là kỹ thuật số 6 nhá. Đây, toàn là những bài bám sát với ngân hàng đều có bộ hết, những hàm tuần hoàn. Đấy. Được chưa? Rồi các hàm độ lớn. Được chưa? Rồi câu của thầy. Câu này là câu trong đề thi thử các bạn lần 1. Thầy đã nói rồi, đã giải cho các bạn câu này rồi. Đề thi thử lần 1 nhá. Đấy, tất cả những câu này đều là giải cả rồi đấy các bạn ạ. Các bạn cố gắng nhá, các bạn cố gắng xem cho thầy cái like này. Là ở like đồ thị, được chưa? Là like không 10 hay là 9 gì đấy, bạn xem lại. Mấy giờ rồi nhờ? 10 giờ hơn à? Ít bạn quá nhờ. Điểm danh lần cuối các bạn ơi, điểm danh lần cuối đi. Rồi thầy sẽ dạy cho một số bài. Ví dụ, thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một câu về vi phân. Vi phân, vi phân. Được chưa? Một câu về vi phân, ngang vi phân. Để tìm sai số của phép đo, được chưa? Thì sai số phép đo ấy, các bạn chỉ cần hiểu thầy là một đại lượng đo ấy, khi mà thực hiện phép đo ấy, đúng không? Làm thí nghiệm đo đấy, thì các bạn phải đo nhiều lần, rồi để lấy cho thầy cái giá trị sai số của nó. Thì kết quả cuối cùng bạn thu được nhá. Ví dụ, một đại lượng A. Được chưa? Đại lượng A. Đấy, thì khi đo ấy, thì bạn sẽ lấy nhiều lần để bạn có giá trị trung bình. Rồi bạn sẽ có cái phần sai số delta A. Đấy, được chưa? Delta A. Đấy, chính là phần sai lệch, được chưa nào? Nó là phần sai số của cả phép đo. Thì cái delta A này đấy, ở lớp 10 các bạn có học về sai số rồi. Delta A thì nó bao gồm hai phần, delta A phẩy và delta A có dụng cụ. Đấy, tức là bao gồm sai số ngẫu nhiên cộng với sai số dụng cụ thì sẽ ra sai số của cả phép đo. Được chưa? Cái sai số ngẫu nhiên này thì phải là do bạn đo nhiều lần. Thầy lấy ví dụ nha, các bạn đo 5 lần. 5 lần, ok chưa? Đấy. Ví dụ lần 1 các bạn thu được A1, lần 2 các bạn thu được A2, lần 3 các bạn thu được giá trị là A3, lần 4 là A4, rồi lần 5 các bạn thu được A5. Được chưa? Thì bạn sẽ tính A trung bình. Đó sẽ là bằng A1 cộng chấm chấm cộng với A5, rồi bạn chia cho 5. Đấy. Và mỗi lần như vậy thì bạn sẽ có sai số. Được chưa? Delta phẩy A1, đúng không? Thì sẽ là bằng gì? Bằng trị đối của A trung bình trừ đi A1. Đấy. Tương tự delta phẩy là delta của A phẩy 2 là bằng A trung bình trừ cho A2. Cứ làm chấm chấm như thế. Được chưa? Cuối cùng bạn chia ra được cái thằng delta A phẩy, nó sẽ là bằng tổng của delta A. Đây là cách tính sai số của trường hợp đơn giản nhất. Chưa? Tổng của delta A. Đấy, của các lần vận tính. Được chưa? Chia cho số lần. Ở đây ví dụ là chia cho 5. 5 lần đo là ra đây cái thằng này. Chứ thì cái này là của lớp 10, các bạn nên xem lại thầy. Thì cái này trong lớp live VIP thầy sẽ dạy riêng một chuyên đề. Trong live VIP dạy luôn một cái chuyên đề. Đó chính là chuyên đề về sai số. Thì cái này vẫn phải học. Thầy vẫn dạy cho live VIP là vì cái chuyên đề này có thi. Được chưa? Và đặc biệt là nó sẽ bổ trợ rất mạnh cho các bạn sau này lên đại học. Những bạn nào học về cái trường kỹ thuật, được chưa? Khi làm thí nghiệm vật lý đại cương thì chắc chắn là phải trải qua cái chuyên đề này. Được chưa? Chính là chuyên đề về sai số. Và đề thi có bộ người ta cũng hay ra một số câu về sai số, nên cũng phải học qua một cái này. Đấy. Được chưa? Đương nhiên là đề có bộ thì nó có thể là hỏi dễ hơn. Chứ còn nếu mà họ gây phức tạp hơn thì cũng chưa biết mấy năm về sau như thế nào. Nhưng mà những năm gần đây thì họ đề cao cái tính thực nghiệm trong vật lý. Do vậy mà vấn đề về sai số, các phép đo, thực nghiệm là luôn luôn là có khả năng được ra rất mạnh. Nên ta phải chú ý cái này. Thì cái này thầy dạy cho live VIP rồi. Bên ngoài thầy không dạy chuyên đề nào hết về sai số đâu. Được chưa? Còn đây thầy chỉ cho các bạn cách tính luôn. Thằng delta A, cái này ta gọi là sai số tuyệt đối. Bạn cứ hiểu như vậy. Cái tên của nó là sai số tuyệt đối.
cứ nhớ qua thế thầy. Ok chưa? Còn sai số tương đối là ký hiệu là delta cong với bằng delta A và chia giá trị trung bình. Thế đây gọi là sai số tương đối. Sai số tương đối. Đấy, thì họ thường để dạng phần trăm. Các bạn nha, dạng phần trăm. Về cơ bản như vậy thôi. Ok chưa? Vậy làm sao mà tính được? Thì trong phép đo đấy thì chúng ta sẽ có đại lượng đo gián tiếp. Đấy, đo gián tiếp. Được chưa? Đo gián tiếp và phép đo trực tiếp. Tức là những cái nào các bạn thực hiện đo, ví dụ đo độ dài, đo khối lượng là đo trực tiếp được. Được chưa? Hoặc đo chu kỳ bằng đồng hồ bấm giây là những cái mà đo trực tiếp được nhá. Thì cái thằng đo trực tiếp này thì chúng ta mới xác định được sai số. Đấy, mới xác định được sai số của nó từ kết quả đo, từ một số cái phép tính bạn tính bình thường là ra được sai số của cái phép đo trực tiếp. Còn cái thằng gián tiếp này thì muốn xác định được cái sai số của đại lượng đo gián tiếp thì phải dựa vào sai số đại lượng đo trực tiếp. Thầy lấy ví dụ trong cái bài này của chúng ta là người ta, một học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo độ cứng của lò xo. Như vậy là độ cứng này sẽ đóng vai trò là phép đo gián tiếp. Được chưa? Như vậy K sẽ là đại lượng đo gián tiếp. Tức là không đo trực tiếp trường hợp này. Được chưa? Mà chúng ta sẽ đo thằng K này qua hai đại lượng đo trực tiếp, đó chính là đo khối lượng. Thì kết quả đo đã cho sẵn rồi. Đấy. Được chưa? Như vậy là M là đo trực tiếp. Đấy, bằng khối lượng, bằng dụng cụ đo là cân. Và có kết quả đây các bạn này. Thì cái này là sai số tương đối. Sai số tương đối. Đấy, còn đồng hồ bấm giây thì dùng để đo chu kỳ. Như vậy là chu kỳ này cũng đo trực tiếp được bằng đồng dụng cụ là đồng hồ bấm giây. Và kết quả đo họ cũng cho chúng ta rồi. Cái này là giá trị trung bình là 2 giây. Đấy, còn giá trị sai số delta T, đây là sai số tương đối, là delta T trên T thì là 1%. Các bạn nhớ nhá. Đấy, và hằng số bi thì người ta coi như là không có sai số. Tức là sai số của bi thì nó bằng 0. Ok chưa? Bây giờ yêu cầu chúng ta là xác định sai số tương đối của phép đo. Đấy. Phép đo này là phép đo K. Thì ta cần phải xác định biểu thức của K. Được chưa? Đây, K của chúng ta là xuất phát từ công thức đo chu kỳ. T bằng 2B căn bậc 2 của M trên K. Đấy, có lắp lò xo mà. Thì bạn suy được ngay K nó sẽ bằng bao nhiêu đây? 4B bình nhân với M ta chia cho T bình phương. Đấy. Như vậy là chúng ta đo K là đo gián tiếp bằng qua các phép đo trực tiếp là đo M và đo T bình. Vậy thì sai số của phép đo K này là sai số tương đối tính như thế nào? Thì các bạn nhớ này, nếu chưa hiểu gì về các công thức tính sai số, bạn không cần phải nhớ. Nhưng nếu bạn mà hiểu được thì bạn chứng minh được rất là nhanh. Bằng cách như sau. Bạn sẽ lấy vi phân. Lấy vi phân. Trước khi lấy vi phân này thì có một cái phép toán mà các bạn rất là chưa học qua đâu. Chính là phép toán Logan-Neber. Logan-Neber. Được chưa? Lấy Logan-Neber của cả hai cái này lên thì là Logan-Neber của K. Đấy. Sẽ bằng Logan-Neber của cái biểu thức này. Thì Loga có cái phép tính là phải nhớ là bằng Loga của tích thì bằng tổng Loga. Tức là 4 bi bình. Đấy. Cộng với Logan-Neber của M. Đấy. Rồi cộng với Logan-Neber của T bình. Được chưa? Sau khi lấy Loga xong bạn sẽ lấy vi phân. Vi phân hai vế. Thì toán học của các bạn đấy, đạo hàm của hàm Logan-Neber thì nó sẽ là bằng vi phân, đúng không? DK chia cho K. Đấy, các bạn biết cái này rồi. Nhớ này, đạo hàm của hàm số Logan-Neber của U thì cho thì sẽ là bằng U phẩy trên U. Đấy. Còn viết theo kiểu vi phân là D của LNU nhá, thì sẽ là bằng DU trên U. Đấy. Đây là kiểu vi phân. Được chưa? Thì đây cũng vậy thôi. DK trên K nào sẽ là bằng D của 4 bi bình chia cho 4 bi bình. Đấy. Cộng với D của M, vi phân của M chia cho M. Đấy. Và cộng với D của T bình, vi phân của T bình chia cho T bình. Ok chưa? Đây. Bây giờ các bạn sẽ tính rút gọn thầy này. DK trên K ta giữ nguyên. Đấy. Cái này là hằng số. Được chưa? Thì họ quay như là bi là hằng số rồi và nó không có sai số. Hay là bạn cứ để thầy là bằng 4 đưa ra ngoài. 4 nhân với 2 là bằng 8. Đấy.
D của pi giữ nguyên. Được chưa? Đúng không? Pi đây pi cũng được, đi D của pi bình. Đây là pi bình mà. Đúng không? Thì là nhân với pi đấy chứ. Pi nhân với D pi. Đấy. Chia cho mẫu ta là 4 pi bình thế này. Được chưa? Cộng DM trên M ta giữ nguyên. Đấy. Cộng với D của T bình thì là bằng 2 T DT. Đấy. Chia cho T bình. Đấy. Được chưa? Rút gọn cho thầy đi. Bây giờ ta quay là chuyển sang sai số nhá, thì bạn chỉ cần thay cái D. Được chưa? À đây là quên, đây có dấu trừ nhá, thầy sorry các bạn, là vì là giữ mẫu là khắc chia thì là dấu trừ. Đây là dấu trừ. Nhưng mà khi chuyển sang sai số thì tất cả là dấu cộng hết. Thì bạn chỉ cần thay cái D bằng delta, là delta K trên K. Đấy, nó sẽ bằng 8 pi nhân với delta pi chia cho 4 pi bình. Đấy, cộng với delta M chia cho M. Là khi chuyển về sai số tuyệt đối mà, là delta này. Bạn thay D bằng delta thì tất cả cái dấu trừ thay dấu cộng hết. Đó là quy tắc của lấy sai số. Các bạn cứ nhớ vậy thôi, còn không cần phải hiểu tại sao. Sau này học về sai số bạn sẽ biết. Đây là 2 lần T. Rút gọn cho thầy T bình đi. Thì là 2 lần delta T chia cho T. Đấy. Nhưng mà vì bài báo này bằng 0 rồi, là do delta B nó bằng 0, nên ta suy được ngay delta K trên K bằng delta M trên M cộng với 2 lần delta T trên T. Đấy. Đây là sai số tương đối của phép đo K. Nhưng mà bạn thấy không? Nó bằng tổng sai số tương đối của các phép đo trực tiếp. Đúng chưa? Đây. Đấy, như vậy nếu bạn nào mà đã quen rồi, đã biết rồi thì sau này có thể phản xạ luôn. Ở đây K, được chưa? Nó được đo thông qua M và T bình. Thì T này bạn cứ hiểu thầy là bằng 2T nhân với nhau. Đấy. Thì sai số tương đối của phép đo gián tiếp bằng tổng sai số tương đối của các đại lượng đo trực tiếp gồm có M và T. T có 2 thằng. Thì viết cả hai cái này gộp lại thì là delta M trên M cộng với 2 lần delta T trên T. Các bạn phải nhớ quy tắc này để làm cho nhanh mà không phải chứng minh lại nữa. Đấy, nếu bạn nào mà thuộc được cho thì các bạn chỉ thuộc được một số trường hợp thôi. Nhưng mà khi họ cho cái biểu thức khác, đấy, hoặc là dạng cộng trừ, thì các bạn lại không biết cái tìm sai số thế nào. Thầy lấy ví dụ một trường hợp khác, là trường hợp ví dụ như là đo chiều dài L, đúng không? Hay là của một cái gì đó chẳng hạn. Thầy lấy ví dụ như là các bạn đo chiều dài có lắp lò xo đi, đúng không? Đấy, thì bạn sẽ phải đo chiều dài nhỏ nhất là L min. Đấy. Đo chiều dài lớn nhất là L max. Các bạn cộng lại, bạn chia cho 2 là ra chiều dài cân bằng. Ví dụ thế này. Thì khi đó cái sai số của L là tính như thế nào nhiều bạn sẽ không biết. Đấy. Không biết cái tính. Hoặc là ví dụ như là một đại lượng B được tính qua đại lượng A và đại lượng C. Nó theo kiểu là ví dụ như là bằng A bình. Đấy. Nhân với C. Đấy, rồi lại trừ cho C chẳng hạn. Thì khi đó sai số tính như thế nào thì như bạn cũng không biết cách tính. Thì nếu mà học được cách tính vi phân ở đây thì bạn làm bình thường. Được chưa? Ví dụ thêm một số cái mà ta hay gặp. Đại lượng A, được chưa, bằng đại lượng B cộng đại lượng C hoặc trừ đại lượng C. Thì sai số tuyệt đối đại lượng A, ta lấy vi phân của cái này, thì là DA bằng DB cộng trừ DC. Nhưng chuyển về sai số thì bằng delta B cộng trừ delta C. Bây giờ không có dấu cộng với dấu trừ, nó giữ nhau hết. Thì thay dấu trừ thay dấu cộng hết cho thầy. Đấy. Được chưa? Hoặc đại lượng A, được chưa, bằng đại lượng B nhân đại lượng C, đúng không? Thì ta sẽ lấy vi phân hai cái này thì là bằng DA. Đấy, sẽ là bằng B nhân với DC cộng với C nhân với DB. Đấy. Được chưa? Sau đó mình chuyển về sai số thì delta A bằng B nhân với delta C cộng với C nhân với delta B. Giá trị trung bình, trung bình. Đấy. Cái hay của vi phân là như vậy để xác định sai số. Nhưng vì cái này nó quá rộng với các bạn nên thầy không thể nói chi tiết hết được. Thầy chỉ nói sơ sơ cho các bạn. Và các bạn chỉ cần nhớ cho thầy những cái này thôi. Là một đại lượng đo gián tiếp qua các đại lượng đo trực tiếp mà ở dạng nhân với chia. Ở dạng nhân với chia. Tức là dạng tổng quát cho các bạn như sau. Đại lượng X đo thông qua đại lượng A có dạng biểu thức A mũ M nhân B mũ N chia cho C mũ Q. Thế này. Thì
sai số tương đối có đại lượng đo gián tiếp bằng tổng sai số tương đối có đại lượng đo trực tiếp trong cái biểu thức này dạng nhân với chia thôi nhá. Thì là delta A chia cho A, vì nó có M lần, nhân với M lên. Đấy. Delta B chia cho B, vì có N lần, nhân N lên. Còn thằng này là delta C chia cho C, vì có Q lần, nhân với Q lần lên. Bạn chỉ cần nhớ được cái này là thành công rồi. Là vì sao? Là vì trong đại lượng vật lý của chúng ta đấy thì đa số là để dạng nhân với chia. Như vậy là khi xác định sai số tương đối rất là dễ xác định. Các bạn dùng này cho nhanh. Ok chưa? Đấy. Nói chung là nó rất là cao siêu. Nhưng mà nếu mà hiểu được vi phân thì các bạn thấy rất là dễ, và hiểu được sai số càng dễ hơn. Thế thì bài này xong rồi đúng không? Bài này thế là xong rồi. Được chưa? Thế này là xong rồi, mình thay vào thôi, đúng không? Mình sẽ có được ngay kết quả cần tính này. Delta K trên cho K thì chính là bằng delta M chia cho M cộng với delta T chia cho T. Đấy, thế là xong. Được chưa? Mà delta M trên M là 2%. Delta T trên T là 1%. Vậy hai thằng cộng lại là 3%. Đấy, kiến thức chỉ đơn giản vậy thôi. Được chưa? Đấy, là vì các bạn có học lớp 10 đâu. Bạn nào muốn biết rõ về sai số thì có thể xem cái video vật lý lớp 10 ở cái bài sai số đầu tiên của lớp 10 đấy. Bạn lên YouTube, bạn lên YouTube, bạn search cái bài ấy ra thầy. Sách giáo khoa vật lý 10 bài sai số. Bài đầu tiên về sai số, bạn sẽ được học lại toàn bộ về sai số thầy đã dạy rồi ở trên sách giáo khoa lớp 10 có vịt rắc. Các bạn lên xem lại cho thầy. Đấy. Đây là vi phân rồi đấy. Đây là vi phân thôi, cách chứng minh là dùng vi phân thôi nhá. Vi phân, vi phân lớp 11 học rồi, cuối chương trình lớp 10, lớp 11 học vi phân rồi đấy. Sau khi học thì nốt lại vài cơ bản thôi, vài cơ bản thôi, nhớ được cái nào thì nhớ thôi nhá. Đấy, rất là xong, được chưa? Rất là dễ đấy. Cái bài nó hỏi các bạn về sai số của K, delta K thì bạn sẽ phải lấy gì thôi, lấy 3% này nhân với K trung bình. Thì K trung bình tính từ đâu? Tính từ cái biểu thức của M với K thôi, là 4 pi bình nhân với M trung bình chia cho T bình phương trung bình. Đấy, là ra K trung bình thôi. Cái này cho sẵn rồi này, M là 100g đổi sang kg là 0,1, T là 2 giây, thay vào thôi. Pi thì khi đó là phải lấy sai số của pi bài cho các bạn. Loga dễ học thôi mà. Loga là cái gì? Thầy nói như này. Ví dụ nhá, E mũ X gì nó bằng một số B nào đó, thì suy ra loga Nebel của B bằng X. Ok chưa? Thế thôi. Hoặc A mũ X gì bằng C, thì X gì bằng loga cơ số A của C. Có gì đâu, đúng chưa? Đây, thế thôi, có gì đâu. Đấy, còn là xét cái hàm số y bằng loga Nebel của x, ví dụ đi, thì đạo hàm nếu công thức luôn bằng 1 trên nội x. Đấy thôi. Được chưa? Còn nếu là hàm hợp, đó là hàm hợp nhá, hàm hợp y bằng loga Nebel của hàm số là ux. Đấy, thì đạo hàm y phẩy theo x bằng u phẩy của x trên ux. Dễ thôi mà, có gì đâu. Cái loga Nebel này chẳng qua là cơ số e. E này là bằng 2,72 trong máy tính các bạn đấy. E này là một số, nó là một số vô. Rồi ôi, giờ mất điện các bạn ạ. Thôi rồi, cũng xong bài rồi đấy. Tức là hôm nay dừng tại đây thôi nhá. Đấy, các bạn cố gắng tìm hiểu thêm về sai số giúp thầy. Tìm hiểu trước loga Nebel đi. Được chưa? E này, E trong máy tính các bạn đây này. Đây, bạn ấn alpha E này. Nó ra các bạn đây. Đấy, nó là 2,718 này. Ta lấy xấp xỉ là 2,2 đấy. Được chưa? Thì cứ cái số nào mũ x chỉ bằng B. Đấy. Thế thì muốn tìm B thì ta lấy loga, muốn tìm x là bao nhiêu ta lấy loga Nebel. Đấy. Trong máy nó có loga Nebel đây các bạn này. Đây. Đấy. Ví dụ loga Nebel của E bình đúng không? Bằng mấy? Bằng 2.
Toán 11 liên quan lý 12 nhiều không thầy? À, có cái phần loga, phần đạo hàm, phần hàm số lượng giáp thì xem lại giúp thầy nhá. Rồi, à, các bạn có thể tự vận dụng thêm cho đề 2017 này. Đây. Đó, bạn nào muốn thắc mắc là muốn tính g đúng không? Thì công thức Coulardon này, 2b căn bậc 2 của l trên g. Từ đó ta suy ra công thức tính g này bằng 4b bình l chia cho g đúng không? À, chia cho t bình. Đấy. Vậy ta lấy vi phân này, sai số tương đối của đại lượng đo gián tiếp này, delta g trên g đấy bằng hết thằng bi này thì bỏ qua rồi nhá, bỏ qua rồi đấy thì không viết nữa. Vậy sẽ còn lại là delta l chia l đấy cộng với delta t chia cho t, vì đây là t bình nên thêm số 2 vào, thế thôi, thế là ra luôn đấy. Hiểu được thì làm rất nhanh. Được chưa? Các bạn cố gắng tìm hiểu thêm nhá. Đây là thầy giới thiệu qua thôi. Được chưa? Còn các câu này thì thầy đã từng sửa trong live rồi. Các bạn tìm lại thầy cái phương pháp đạo hàm để xử lý những cái bài này. Thì trong các video live trước đó đã từng có rồi. Các bạn cố gắng xem lại nhá. Còn hôm nay thầy xin phép dừng tại đây thôi. Tại vì các bạn học nó chưa được đầy đủ. Vì các bạn chưa xem hết live của thầy. Các bạn cố gắng xem đầy đủ của thầy 14 live của chuyên đề 1. Còn các live về sau chỉ là live tổng ôn thôi. Thì bạn cố gắng xem đầy đủ thầy nhé. Còn bây giờ thầy xin dừng like tại đây. Bye bye các bạn nhé. Còn các kỹ thuật khác thì thầy sẽ dạy trong lớp VIP thôi. Còn bên ngoài nó sẽ không có nhiều thời gian để dạy kỹ cho các bạn được. Nên các bạn thông cảm cho thầy. Thôi rồi, các bạn có quyền đi ngủ được rồi. Các bạn có thể xem lại live vào ngày mai để bổ trợ lại kiến thức nhá. Được chưa? Cố gắng xem lại một số kỹ thuật. Đó là những kỹ thuật hay dùng nhất rồi. Còn cái thằng khó nhất là kỹ thuật số mấy nhở? Kỹ thuật về đa giác. Đây là kỹ thuật rất khó. Rất khó luôn. Phải luyện tập nhiều thì mới thành thạo được cái kỹ thuật này. Thì thầy đã từng giả cho bạn một số cái bài hôm qua về cái tác dụng đa giác, nhưng chỉ mới trường hợp đơn giản thôi. Các bạn cố gắng tìm hiểu phát triển thêm cho thầy thật về quy tắc đa giác, hình bình hành và các định lý trong tam giác. Nếu sau này gặp phải những cái buổi live nào sửa bài tập mà thầy có dùng đến thì hy vọng là các bạn sẽ hiểu được, và nếu có thời gian thầy giảng kỹ thêm cho các bạn. Đấy. Vì một buổi thì nó chỉ có một ít thời gian nên thầy không thể live hết cho các bạn 5 kỹ thuật được, 6 kỹ thuật liền. Thực ra là 10-20 kỹ thuật. Ở lớp live VIP chúng ta còn có rất nhiều kỹ thuật cần phải dạy thêm cho các bạn, lớp live VIP rất nhiều. Tuần học 3 buổi nên thầy hoàn toàn có thể đáp ứng được cho các bạn live VIP. Còn bên ngoài đấy thì thực sự thời lượng nó quá ít nên thầy không thể live nhiều được. Các bạn thông cảm nhá. Bye bye các bạn.